mẹ mình muốn mẹ anh muốn cưới em á. Thì mẹ anh muốn cưới em để làm gì? Tương lai của mình á là mình sẽ mở một quán cà phê cho mình làm chủ, tại vì mình cũng vừa mới học xong khóa pha chế. Quán cà phê ở Vũng Tàu thì bạn thấy sao? Có muốn kinh doanh tới ở đó chưa? Hay là chị muốn kinh doanh ở thành phố thôi? Nếu mà Ngọc đòi địa chỉ thuận lợi á thì mình cũng kinh doanh ở Vũng Tàu được. Mẹ bạn Nam đầu bếp giỏi đó. Đúng rồi, mẹ nấu ăn rất là ngon, nên là cũng muốn mở một quán ăn gì đó cho mẹ nấu. Kết hợp nhà hàng ăn uống luôn. Đúng rồi. Nói vài lời với bác đi để coi bác đồng ý cho tiền mua đất không? Dạ con dự định là con mở quán cà phê, nhưng mà nếu mà Ngọc thuận lợi thì con sẽ về Vũng Tàu con mở quán cà phê. Vậy có được không hả bác? Dạ em tên là Nguyễn Thanh Phương, năm nay em 27 tuổi. Em nguyên quán ở Bắc Giang mà sinh ra ở Lâm Đồng mà chuyển về Vũng Tàu lúc 12 tuổi sống tới giờ. Bạn làm nghề gì? Dạ em làm nghề vận hành cầu trục, có nghĩa là lấy cẩu. Lái cẩu thì nó lái cẩu. Thì em học cái ngành đó thì nó tên như vậy, em nói vậy. Hèn chi bằng cái cẩu luôn ha. Cái tên công việc ta vậy, Linh cũng mắc bẻ nữa. Bà em tự giới thiệu về mình. Dạ em tên là Trịnh Thị Thanh Thủy, em 28 tuổi. Em là nhân viên chăm sóc khách hàng. Ủa, cặp mới hồi nãy cũng Phương với Thủy đúng không? Cặp này cũng Phương với Thủy. Ồ sao hay vậy, trùng hợp vậy, sao hôm nay kết đôi hai cặp tên giống nhau. Cặp kia thành đôi rồi đó, hy vọng cặp này cũng vậy nha. Dạ cảm ơn chị. Nãy em nói năm nay em bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 28 tuổi. 28 tuổi, bạn con trai là nhiêu? 27 à? 27 hả? Ủa gì hơn tuổi có sao mà? Bạn trai nhỏ hơn tuổi có sao? Không bình thường. À, em là hạ tiêu chuẩn xuống rồi chị, nên em mới lên chương trình này đó chị. À, là giờ không có kén chọn gì nữa phải không? Chia tay mấy mối tình? Dạ em quen được 3 mối tình. Mối tình sâu nặng nhất của em là được 2 năm. Lý do sao chia tay? Tại vì anh lập nghiệp ở ngoài Bắc luôn chị, nên anh nó không vô chị. Báo này cái đó. Sao? Đây đừng có quen người ta xong về Bắc Giang nha. Giờ mới gốc luôn rồi. Lâu từ đó giờ không về đất nào, cũng không biết bà con ngoài đó ai nữa. Trời đất ơi, không biết quê hương đâu luôn hả? Không, bà con cũng biết em ai nữa. Trời đất. Mình có điểm mạnh gì? Em cũng biết nấu ăn chút và biết đàn ngọt ghen chị. Có biết hát không? Dạ em có sinh hoạt trong ca đoàn nhà thờ á chị. Bây giờ hát thử một đoạn đi. Lối mòn ngày xưa chẳng níu bước chân tôi về, có còn hôm qua ở đó, thấy hoa vàng ở trên cỏ xanh, thấy yên bình giấc mơ trong lành. Bên kia sao, có biết hát không bạn trai? Không có bài nào về tình yêu mà lãng mạn gì hết, toàn cái bài chia tay. Cái nó chơi luôn sao đâu. Ngày nào hoa ngát hương trên cành, cơn gió về cánh hoa tàn lặng thầm rung rơi, theo gió bay để đưa bắt kêu về nơi này. Rồi cảm ơn bạn. Ở Vũng Tàu bạn ở đó luôn ha? Dạ gia đình đang ở đó. Ủa vậy là lập gia đình rồi mình ở về Vũng Tàu ở luôn hả bạn? Bạn nữ đồng ý thì sẽ về Vũng Tàu sống. Bạn có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ có 3 mối tình. Mối tình đầu thì còn bồng bột á. Mối tình thứ hai thì em đi lính rồi quen rồi bỏ em theo chồng. Nó nào? 7 mối tình thứ hai. Bạn thứ ba thì khoảng 2 năm cũng lấy chồng luôn. Quen ai người đó thì lấy chồng hả? Dạ. Nãy bạn nói về cái ưu điểm, còn cái khuyết điểm của mình. Hay giận và thù dai lắm chị. Hả? Dạ. Em không biết là em có lỗi trước hay người ta có lỗi trước, nhưng mà người ta phải xin lỗi em trước thì em mới chịu chị. Cái gì kỳ vậy? Cái tôi mình lớn quá, mình có lỗi phải xin lỗi chứ tự nhiên. Dạ có thể là do em thuộc cung tầng nông á chị, hay là thù dai giận dai. Và có hiểu nguyên nhân tại sao mình chưa có được mái ấm gia đình chưa? Có thể là do hoàn cảnh gia đình hay sao á chị. Em là mẹ em có một mình em thôi. Em mà có lập gia đình á thì mẹ em cũng đi chơi chung với em luôn. Là em đi đâu là đi theo mẹ đi theo đó phải không? Dạ. Nhà dưới kia có mời bác gái về ở chung được không? Dạ được chị. Em ở với ai? Em ở với ba mẹ với một em gái Úc. Không lẽ mẹ bạn kia vợ chung với ba mẹ bạn cũng khó coi. Có phòng mà. Có phòng. Phòng ra ông khó coi lắm. Có tính cách nào khác không? Thì không được thì mình cưới về mình xây nhà riêng thì cho mẹ vợ qua đó ở. Cái ý đó hay đó. Được. Nhưng mà cũng ở gần đó. Được, ở gần được, nhưng mà ở riêng là được rồi. Nhưng mà có đất chưa mà xây nhà? Dạ mẹ tính rồi, nếu em lấy vợ về mẹ mua đất cho em xây nhà. À mẹ cho hả? Bản thân có chuẩn bị gì để lấy vợ chưa? Có chút chút rồi chị. Chút chút là bao nhiêu? Mình để dành đi làm rồi gửi cho mẹ, mẹ giữ đó để lấy vợ. Rồi mai mốt lấy vợ về thì tiền đưa mẹ cất tiếp hay là đưa vợ cất? À, lấy vợ về nếu ở riêng thì vợ cất. Còn ở chung? Còn ở chung. Chung thì tôi cũng vợ cất. Vậy thì cho riêng chi vậy? Nói vô vấn đề đi ông này. Sao nhút nhát quá vậy? Mạnh mẽ lên coi. Rồi cái mấy đồng tiền tôi thấp, mấy đồng tiền ông sao cao ngồng ở trên này vậy? Cười coi. Ngộ ha, không có thích điểm nào ở người con gái. Lăng nhăng, lăng loàn vậy đó. Trời cái gì lăng loàn là sao?
Bạn nhăn cái gì không có kiểu như quen mình rồi đi rồi nhìn ở ngoài rồi thấy người khác. Thích cái mẫu người phụ nữ như thế nào? Cao khoảng 1m6 trở lên, có cá tính một tí. Mà đặc biệt thích người có bàn tay đẹp. Em bàn tay xấu lắm. Mình có tật xấu gì không? Ưu điểm có nhược điểm nhiều lắm. Như đơn giản giờ mập nè, đen nè, nóng tính nè. Bây giờ đem cô này về nhà nè, chịu rồi nè, yêu nè, dẫn về nhà nè. Ở nhà nó cổ lớn tuổi hơn, không chịu. Rồi cô anh tính sao? Dạ em biết mẹ mà, nếu mẹ em mà thấy em chịu thì mẹ em cũng đồng ý. Bây giờ mẹ em không chịu rồi tính sao? Mẹ không chịu em thuyết phục mẹ, thuyết phục ba. Em út trong nhà anh chị nữa. Không ai chịu hết luôn. Không chịu. Chịu khó quá, căng quá em chưa tính tới. Lúc đó tính giờ, giờ tính gấp quá. Gấp gì? Mày khó rồi chắc không chịu luôn quá. Ông nhiều khi là nhiều khi không chịu là bỏ luôn đi đi theo bạn gái đó, mà tại có nhiều khi người thân ở nhà đi theo không dám nói vậy. Có ai đi theo bạn không? Có mẹ hay đó gái. Hèn chi. Hèn chi, còn sao mà dám nói bỏ mẹ đi theo vợ được. Dạ chào cô. Dạ con chào cô. Chào chương trình, chào hai MC dễ thương. Dạ chào cô. Quyền Linh với Cát Tường là cô hâm mộ lắm. Chiều chủ nhật, tối thứ hai có đi làm vẫn thức. Dạ, thức để canh nhìn hai MC dễ thương trước đã. Dạ, cảm ơn rồi cô. Xong rồi bắt đầu thuyết phục cô từ 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 từ. Thì con em út đây. Dạ. Mẹ ơi, anh Phương còn thấy chắc ế rồi đó. Quen ai ai cũng đi lấy chồng hết trơn à. Mà anh mình đâu có xấu trai đâu mẹ. Cũng có học mà, cũng làm có tiền ổn định. Mà sao sao gái đi hết trơn vậy? Nói mẹ biết khuyết điểm của anh con. Lý do là giống ba con ngày xưa đó. Thương thì ở trong bụng không có nói. À chị còn con trai chị á, gặp một người con gái sâu sắc, biết yêu thương, gắn bó cái gia đình, quan tâm đến người chồng mình, biểu hiện là trên cái nét mặt muốn gì, cần gì. Con giờ bạn gái này thì cô thấy được Thiên Chúa Giáo mà là ca đoàn là cô rất thích, vì cả nhà cô đây là ca đoàn hết. Cô thấy là chương trình rất hay và ý nghĩa. Chương trình đã tìm người bạn gái cho bạn trai hết 50% rồi. Thì ngày hôm nay á, hai trẻ nó tìm hiểu thêm 50% nữa. Hôn nhân nó có tốt đẹp hay không á, là do hai gia đình cùng đưa con mình lên, dìu từ từ. Không phải là khi mà đã cưới rồi, gả rồi là mình hết trách nhiệm. Dạ. Rất cưng dâu. Đây hai đứa em gái đây, cứ tối ngày ganh tị. Mẹ cũng thấy con dâu người ta tới nhà làm đủ thứ hết. Còn con gái mẹ bắt làm con dâu ngồi bấm điện thoại chơi game. Mẹ đẻ tự nhiên, mẹ đẻ ra thì nó khác. Còn mình không đẻ mà giờ tôi về tôi kêu bằng bố bằng mẹ quá sướng đi. Dạ. Tại sao không yêu thương? Mỗi bên cứ vì nhau một chút là được hết. Dạ. Ấn tượng ban đầu vậy là quá thành công rồi. Nay em có đi với ai không? Dạ em đi với mợ em với lại hai bạn của em. Thấy sao mợ? Mình nhận xét là bạn gái đây là không có lập trường lắm đâu. Nhưng mà nếu là một người vợ hiền thì là ok. Anh chàng đây thì thấy anh có vẻ rất là hiếu thảo. Mà nghe cô bên này nói thì thấy cổ rất là thương con và quan tâm tới gia đình. Tại vì mẹ của mình cũng có những cái lúc mà nói những điều như vậy. Cho nên mình cảm thấy là nếu như cổ mà được lòng gia đình bên này thì sẽ rất là hạnh phúc. Còn anh đây thì phải lập trường lên một chút thì nghĩ đâu này sẽ thành. Cảm ơn mợ. Bên đây hơi hiền chút xíu để nhút nhát nữa. Hai bên như vậy là hỗ trợ rồi, rất là thuận lợi rồi. Tôi ủng hộ ơi, đám cưới đi Vũng Tàu nha. Trai của em á chị là phải là người không hút thuốc lá, không gia trưởng, không nhậu nhẹt, đừng có lăng nhăng chị. Không, bạn bên đó thì không có lăng nhăng đâu, tại vì bạn không có thích gái lăng loàn. Nên là bạn nói là bạn không có lăng nhăng. Có rượu thuốc lá gì không em? Không hút thuốc, nhậu yếu lắm chị. Bạn có nghe lăng không vậy? Nghe lăng cũng ít lắm, tại không biết ít khi nào mình thổ lộ ra ngoài lắm. Nãy mẹ bạn nói rồi đó, là ít có thổ lộ ra ngoài, yêu nhưng cũng ít thổ lộ lắm. Thành ra phải nhìn vào mắt anh ấy, hiểu anh ấy hơn. Em chia tay đó là tại vì bạn trai á ít nhắn tin ngọn tại cho em lắm. Tại là em nhắn tin ngọn tại lại cho anh ta mà chị. Ít quan tâm đến em đó. Cũng buồn á. Dạ. Gái mình là thích nhưng có quan tâm nhắn tin không? Mỗi ngày. Dạ. Nhắn thì sáng trưa chiều tối cứ sáng hỏi ăn sáng chưa rồi chưa hỏi ăn chưa chưa rồi chiều hỏi chiều chưa chiều tối hỏi ngủ ngon chà, vậy thôi này... hả thì sáng chưa chiều tối ngày ba tin hả bốn tin bây giờ đó là cố định chào em quy định, cố định là quy định tin. Ngày nhắn bốn tin được không dạ nghĩa là có nhắn tin được rồi anh sáng là nhắn nè em ơi sáng, sáng chưa anh yêu em ở lớp du xong rồi trưa hỏi là em ơi ngủ trưa chưa anh nhớ em rồi tối là em ơi em ăn tối chưa hôn em ví dụ vậy em viết sẵn bài giá vô đó đi. Anh này dễ thương lắm, hiền khô à. Nói sao làm vậy à?
Vậy đi nha. Dạ. Anh nghĩ rằng trên tinh thần là đang thuận lợi đó. Kéo màn lên. Có cái gì thắc mắc là cứ mạnh dạn hỏi nha. Dạ. Để quyết định chứ dự hồi về mai mốt mà đổ thừa chị không được à. Phải hỏi kỹ nha. Dạ. Còn cái gì gút mắt hỏi luôn. Đó, hai người hỏi nhau đi. Chào bạn. Chào. Thằng sô-cô-la đó. Đưa tôi ăn cho. Dạ không, cái này sót anh ơi. Tại có sự cố nên là gió hơi xấu, không cảm. À, không sao bạn. Cảm ơn. Cảm ơn bạn. Cảm ơn. À, cho mình hỏi bạn là mình xin hôn với bạn là bạn được không? Dạ được. Dạ được là sao trời? Được, được chị. Chị? Được chị á. Em nói chị Cát Tường. Đừng có làm tao rung, người ta đã ít nói rồi. Nói chuyện cho tình cảm đi nữa. Em anh đi nha. Tình yêu mà, em anh đi đừng nói chị rồi hồi quên giả nữa mệt lắm. Thì họ bạn thấy mình sao? Anh em thấy anh sao? Em thấy anh sao? Mình thấy bạn cũng được. Cũng dễ thương. Được, được bé gì. Ví dụ về mẹ kêu năm cưới được không? Mà phải coi tính cách bạn trai mình sao, có hợp với mình không thì mình mới lấy. Thì lúc đó là mình đang hợp rồi. Rồi mẹ mình muốn mình mẹ anh muốn cưới em á. Thì mẹ anh muốn cưới em để làm gì? Mẹ anh muốn anh cưới em. Thì em lúc đó em sẽ thấy sao? Em có đồng ý không? Dạ chắc chắn là đồng ý rồi anh. Dự định tương lai của mình á là mình sẽ mở một quán cà phê cho mình làm chủ, tại vì mình cũng vừa mới học xong khóa pha chế. Quán cà phê ở Vũng Tàu thì bạn thấy sao? Có muốn kinh doanh tới ở đó chưa? Hay là chỉ muốn kinh doanh ở thành phố thôi? Nếu mà Ngọc đòi địa điểm thuận lợi á thì mình cũng kinh doanh ở Vũng Tàu được. Mẹ bạn Nam đầu bếp giỏi đó. Đúng rồi, mẹ nấu ăn rất là ngon nên là cũng muốn mở một quán ăn gì đó cho mẹ nấu. Kết hợp nhà hàng ăn uống luôn. Đúng rồi. Nói vài lời với bác đi để coi bác đồng ý cho tiền mua đất không? Dạ con dự định là con mở quán cà phê. Nhưng mà nếu mà Ngọc thuận lợi thì con sẽ về Vũng Tàu con mở quán cà phê. Vậy có được không hả bác? Hương ok, mẹ ok, ngon quá. Đúng rồi, quá tuyệt vời. Quá chắc rồi. Hay. Suy nghĩ thật kỹ ha. Bây giờ là tới giờ phút thiêng liêng của hai bạn. Chuẩn bị. 1 2 3 hết thời gian. Như vậy là vui rồi, nắm tay với bạn nữ. Cô chuẩn bị tiền mua đất nha cô. Thấy được rồi đó cô. Nói một câu gì em anh đàng hoàng coi. Quay nhìn bạn nữ nói nhìn tôi chi. Chỉ là cái cảm xúc đầu tiên là thấy cũng có cảm xúc đấy. Nên là tôi thích em. Thích em mà nhìn em chứ thích em nhìn Linh chi. Nói nè. Anh Linh nhìn em. Nhìn nó nắm tay nó thì giờ anh bắt đầu khoái em rồi đó. Nói vậy luôn hả? Ừ, nói vậy đi. 2 3 anh khoái em rồi. Giờ là họ trợ lý bác sĩ nè ha, quản lý luôn cái phòng khám luôn. Có gia trưởng không? Gia trưởng chắc chắn, mặt hàng khô gia trưởng thì. Dạ em không phải gia trưởng. Không gia trưởng đúng không? Mình chỉ sợ vợ gia trưởng thôi chứ. Mấy cái tiêu chuẩn đó đàn trai đạt dư sức rồi đó. Còn em sao nè? Em cũng mong là mình gặp được một nữ mảnh ghép của cuộc đời mình. Và cũng mong bạn gái là thứ nhất là có ngoại hình là khoảng từ 1m55 trở lên, dễ nhìn cân đối. Yên tâm luôn. Và cái đặc biệt là cái tính cách, cái tâm hồn. Em tự giới thiệu, em tên là Quang Hưởng. Em sinh năm 83. Em sinh ra và lớn lên tại mảnh đất xứ Thanh. Hiện tại em đang làm việc và sinh sống tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Anh làm gì đó? Dạ, hiện tại em đang làm lái xe kim trợ lý và trong quay phòng khám cho bác sĩ. Rồi, mời nhà gái đi. Em chào chị Hồng Vân. Em chào anh Quyền Linh ạ. Chào em gái. Kính chào tất cả quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Chào bạn trai tương lai ạ. Em xin giới thiệu, em tên là Phan Thị Thanh. Năm nay em 29 tuổi. Hiện tại thì em đang làm giáo viên ạ, giảng dạy ở thành phố Hồ Chí Minh luôn ạ, quận 3. Nghề chính của em là em làm giáo viên kỹ năng sống ạ, dạy đối tượng là cấp 1 và cấp 2. Vậy hả? Dạ, dạy okay. Kỹ năng sống. Như quê em ở đâu em? Dạ, em đến từ Lâm Đồng ạ, và hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Có dạy trẻ tự kỷ không em? Dạ có ạ, buổi tối thì em có dạy thêm các bé đặc biệt. Đây phải có tinh thần yêu trẻ con lắm mới làm được việc này đó. Mà kiên trì. Dạ. Kiên trì, nhẫn nại ha. Em gái có ưu điểm, khuyết điểm gì không em? Ưu điểm của em thì là người vui vẻ, hòa đồng ạ. Khuyết điểm của em thì cái vẻ bề ngoài của em thì cái người mà lần đầu tiên gặp á, thì thấy sẽ nhận xét em là
khó gần, lạnh lùng. Dạ. Có đâu, chị thấy rất là dễ gần luôn á. Dạ, nhưng mà thực tế thì khi mà tiếp xúc với em rồi thì em rất là thân thiện, đôi khi là kiểu như là lầy á, lầy, lầy. Dạ, lầy lội. Rồi bạn trai ơi, anh Hưởng ơi. Dạ. Nói về ưu khuyết điểm của mình đi. Dạ, ưu điểm của em là một người vui vẻ, biết quan tâm chia sẻ. Nhược điểm của em là ngày chủ nhật thì được nghỉ thì hay thích ngủ nướng ạ. À, vậy khuyết điểm gì? Tôi không nghỉ tôi còn ngủ được nữa chi. Đó, sáng nay anh Linh ngủ đó. Anh cũng nướng. Dạ, một cái lẹt là... rồi anh mới đi đó. Em cũng hay suy nghĩ nhiều. Ai cũng suy nghĩ nhiều, cái đó không phải là khuyết điểm đâu. Em có mấy mối tình rồi Hưởng? Em trải qua 2 mối tình. 2 mối rồi. Dạ. Mối thứ nhất là thời học sinh á. Học sinh rồi, cho qua. Mối mới đây nè. Lúc đó là em đi làm bên Singapore á, thì quê anh thì cũng là quên xa đấy. Làm ở Singapore hả? Dạ, em làm cũng được 5 năm ạ. À. Em làm gì bên đó? Dạ, em làm bên công ty du lịch ở bên Singapore đó. À, đi du lịch hả? Dạ, ở xa thì chỉ có nói chuyện qua điện thoại, Zalo, rồi sau đó thì về đây thì bạn gái không chờ được, bạn gái đi lấy chồng. À. Đúng rồi, sao chờ được, tuổi thanh xuân con gái nó qua nhanh lắm. Thế chào cô kia ở thành phố đây, ở Long Xuyên cũng xa nha. Em có sợ yêu xa không? Thực ra em cũng không có ngại vấn đề này, chủ yếu là do bản thân hai người thôi ạ. Đã yêu xa bao giờ chưa, có mấy mối tình rồi? Dạ, trước giờ thì em chưa yêu ai ạ. Dạ, trước giờ thì em chưa yêu ai ạ. Ôi rồi. Thực ra thì là cũng có một kìa, vài... ông mối ông phóng qua liền kìa. Dạ, nghe chưa yêu ai là liền. Phóng qua liền. Trời ơi, nhà Phật như người mẫu vậy mà. Xinh thiệt là xinh vậy chứ ai tin nổi không? Không có tin đâu. Cũng có vài người thích và muốn tiến tới cái mối quan hệ nghiêm túc ạ. Nhưng mà... À, có lẽ là họ nghĩ rằng là với cái ngoại hình khá là ưa nhìn của em thì họ nghĩ là em sẽ có những cái tiêu chuẩn cao hơn, hoặc là cần chân dài thì sẽ thích đại gia ấy. Cho nên là họ sẽ họ thấy không phải đại gia. Dạ, họ đúc luôn. Dạ, họ tự ti. Trời đó tôi. Dạ. Bây giờ em gái thích một chàng trai thế nào? Cái mẫu bạn trai lý tưởng của em là phải cao hơn em ạ. Từ em cao mét mấy nè? Dạ em cao 1m68. Đại gia cho em. Dạ em cao 1m72 ạ. Rồi tốt. Em 1m72 để tôi coi kiếm. Rồi, chào cưng. Dạ em chào chị. Đâu, chị đang đi tìm đại gia cho chân dài đây. Yên tâm về chiều cao nha. Dạ. Còn gì nữa? Không hút thuốc. Em hút thuốc không cưng? Dạ em không hút thuốc. Ở Singapore 5 năm là không bao giờ hút thuốc. Đúng rồi. Yên tâm điều đó đi. Gì nữa? Không bị hói ạ. À yên tâm. Trời ơi tu tủa. Em biết tre nó làm sao không? Tre làm sao là tóc đây y chang vậy luôn á. Giờ trong cuộc sống hiện đại, đàn ông càng suy nghĩ càng giàu có là càng hói. Người ta đây cũng suy nghĩ dữ lắm mà người ta không hói. Làm gì đàn gái hay không thích đàn trai hói hói. Kệ em. Tôi kỳ cái chữ hói lắm luôn á. Đó là quyền của mình mà. Dạ đúng rồi. Ta hói đâu có làm đâu, đó là cái bệnh mà, bệnh rụng tóc thôi. Sao nè, sao nè, nữa. Không ra trưởng ạ, độc lập về tài chính ạ. Em hai cái này sao em trả lời. Trời ơi, tôi trả lời luôn nè. Chắc chắn độc lập về tài chính rồi, đi Singapore 5 năm. Về lái xe vừa là họ trợ lý bác sĩ nè ha. Quản lý luôn cái phòng khám luôn. Có gia trưởng không? Gia trưởng chắc chắn, mặt hiền khô gia trưởng gì. Dạ em không phải là trưởng. Không là trưởng đúng mày không? Mày chỉ sợ vợ gia trưởng thôi chứ. Mấy cái tiêu chuẩn đó đàn trai đạt dư sức rồi đó. Còn em sao nè? Em cũng mong là mình gặp được một nữ mảnh ghép của cuộc đời mình. Và cũng mong bạn gái là thứ nhất là có ngoại hình là khoảng từ 1m55 trở lên, dễ nhìn cân đối. Yên tâm luôn. Và cái đặc biệt là cái tính cách, cái tâm hồn. Tâm hồn trẻ thơ. Cô giáo mà dạy học trò mà lại dạy thêm trẻ đặc biệt á. Dạ. Là em biết là người đó cực kỳ nhẫn nại, gọi là hiền á, tức là phải chịu đựng kinh chịu khủng đựng lắm đó mới dạy được á. À, anh ơi. em rất là thích trẻ nhỏ cho nên là tâm hồn và cái con người em cũng giống như là trẻ nhỏ, rất là đáng yêu và dễ thương á, anh yên tâm anh. Có nhõng nhẽo không đấy? À tùy lúc ạ. Vậy hả? Anh cũng thích trẻ nhỏ. Dạ. Anh thích trẻ nhỏ. Dạ vậy quá hợp ý tôi em. Tôi thấy hai người này tôi thấy được là hợp đó, được hợp lý đó. Bây giờ hỏi người thân đi. Đúng ha. Rồi. Ừ. Em đi với ai vậy? Dạ hôm nay em đi với chị gái và em gái và các bạn đồng nghiệp của em ạ. Rồi. Đâu bây giờ ai là đại diện nhà gái xin cho ý kiến rồi em. Dạ lời đầu tiên em xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân, chào bạn nam bên đây và chào quý vị khán giả. Theo em nhận thấy là bạn nam bên này cũng cái nhìn đầu tiên cảm thấy là bạn ấy rất là thân thiện, dễ gần. Đến với chương trình hôm nay thì em rất là mong hai bạn sẽ dành cho nhau một cơ hội để tìm tới được cái bến đậu bình yên cho đời mình. Còn em gái đâu? Em gái có thấy anh rể thấy ok không em? Em là em gì của Thanh? Dạ em họ ạ. Em họ hả? Dạ. Em có người yêu chưa? Chưa. Chưa. Đấy, trời ơi rồi. Hôm nào ngồi ghế bên kia giùm tụi anh nha. Dạ, cảm ơn ạ. Anh ngồi bên này thì
Tôi chứ em cảm thấy là anh thân thiện, dễ gần. Dạ, em cũng hy vọng là sẽ có cơ hội cho anh chị ạ. Ừ. Dạ, em cảm ơn ạ. Rồi. Cảm ơn em gái. À, Hưởng đi với ai? Dạ, hôm nay đến với chương trình em đi với chị gái ruột của em ạ, và anh rể và cháu. Em xin chào anh Quỳnh Linh, chào chị Hồng Vân, chào chương trình, chào em gái. Chị nhận xét em gái bên này rất là dễ thương, rất là xinh, nói chung là nhìn rất là dễ gần gũi, thân thiện. Còn em trai của chị á, thì thật sự là sống rất là tình cảm, rất là hiền, trung thực. Em trai em quen cái gì thì quen, nhớ đừng có quên bấm nút nha. Bạn gái rất là xinh luôn, dễ thương dữ lắm luôn á. Chị là thấy ok rồi đó. Rồi cảm ơn chương trình. Cảm ơn chị gái nha. Thôi bây giờ mình mở rào cho hai trẻ gặp mặt đi. Đúng rồi. Rồi cái gì đến nó sẽ đến. Mở rào. Bắt đầu đi Hưởng. Đứng lên đi cưng. Chào em. Đến với chương trình hôm nay thì anh cũng có món quà tặng em. Đã, cảm ơn anh. Cảm ơn quà này em có thể đọc nó. Đến với chương trình thì lần đầu tiên gặp mặt thì em có món quà tặng anh. Cái cây này nó có tên là Hạnh Phúc ạ. Ý nghĩa của nó là nó sẽ giúp thanh lọc không khí, giảm stress, căng thẳng, và nó mang lại may mắn cho cái người mà sở hữu nó. Em muốn dành tặng rồi cho anh. Cảm ơn em. Dạ. Rồi em đọc đi, em đọc cái tâm nguyện của anh gửi trong đây nè. Vợ chồng nghĩa nặng tình sâu, thương nhau đến thủa bạc đầu còn thương. Và trên đây là tên, họ tên đầy đủ của anh, số điện thoại để liên lạc ạ. Dạ, anh cảm ơn em. Dạ. Em hỏi trước nha. Dạ, em xin mời em. Anh có ấn tượng gì về em ạ? Lần đầu tiên gặp em thì anh thấy em là một người dễ thương, nhìn rất là hậu. Những gì mà anh mong đợi thì nó cũng phải đạt gần như là 99.9%. Wow. Hy vọng là chúng ta sẽ tạo cho nhau cơ hội. Anh đến với chương trình này để với một cái mong muốn là mình phải nghiêm túc, chân thành và xác định đã đi đến một kết quả bền lâu. Anh có cái khuôn mặt rất là dễ nhìn ạ. Rồi, cảm ơn em. Rất là tươi, và cái giọng nói thì qua giọng nói thì cũng thể hiện thấy rằng là anh cũng là khá là hiền ạ. Một câu hỏi nữa là, tức là cái chuyện tình cảm của em nó không được suôn sẻ lắm á, thì không biết là anh có thể kiên nhẫn và bao dung hơn với em được không? Có thể nếu như mà mình xác định cái mối quan hệ lâu dài á, thì có thể là mình sẽ có những lúc em bướng bỉnh, hoặc là chưa kiểu tin tưởng về mình sẽ có những cái điều may mắn đến với mình á. Thì anh, em hy vọng là anh có thể kiên nhẫn hơn với em được không? Ở nơi nào có tình yêu thì nơi đó có hạnh phúc. Anh gặp em, anh quý mến em tạo cho anh sự thân thiện, anh sẽ vượt qua tất cả để đến bên em. Dạ, cảm ơn anh. Anh còn muốn hỏi em gì nữa không? Yêu xa, hỏi đi, hỏi vấn đề yêu xa đi. Thì anh đã xác định đến với em rồi thì anh có thể là sắp xếp lại mọi thứ, sắp xếp vì em. Dạ. Ấy, rồi, chết mất. Người ta bảo là đường đi khó không phải vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông. Thì anh đến với em thì anh không vất quản đường xá xa xôi hay bất cứ một cái trở ngại gì. Quan trọng nhất là cái tình cảm của em dành cho anh, cái sự chân thành, và em hết lòng yêu thương anh. Thì anh cũng đáp ứng lại điều đó thì anh sẽ vượt qua tất cả để đến với em. Hay quá. Long Xuyên cái thành phố Hồ Chí Minh không là gì cả. Không là gì luôn. Em tới Hưởng bước tới nắm tay Thanh ha. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau. Anh xin phép có thể là nắm tay em được. Nắm hai tay nha. Đến với chương trình hôm nay thì anh xin hát tặng quý vị khán giả trường coi bên nhà gái, và đặc biệt bài hát này anh xin dành tặng cho em. Đây là tất cả những gì anh muốn nói với em. Hát cho Thanh nghe đó, nhìn thẳng vào mắt Thanh. Nằm ghe sóng vô từng lớp xa, bọt tràn theo từng làn gió đưa. Một vầng trăng sáng với tình yêu chúng ta, vượt ngàn hải lý cũng không xa. Biển rộng đất trời chỉ có ta,
thì dòng ngân hà mình cũng qua, biển không biên giới như tình anh với em, hơn cả những vì sao đêm. Không gian em nghe nhịp đôi tim hẹn ước, mong sao tương lai đường trắng ta cùng bước. Xiết tay dắt nhau mình lánh xa thế nhân, lánh xa ưu phiền đắng cay trần gian. Xin hết ạ. Ngọt ngào quá. Detox không khí từ trong ra ngoài. Toshiba. Quyết định bằng cả trái tim của mình nha các bạn. Sau 3 tiếng đếm nha. 1 2 3 Hết thời gian. Oh. Đẹp, rất đẹp. Bên rồi. Nhà trai bấm sớm hơn bên nhà gái một nhịp. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau, hãy nắm chặt tay nhau nào. Anh xin phép được nắm tay. Đó, tay trong tay, Long Xuyên, Thành phố Hồ Chí Minh hay là Lâm Đồng không quan trọng nữa rồi. Rồi, hôn em luôn đi. Dạ, con xin được phép hôn em. Điều anh sao? Xin phép em được không? Dạ, được. Ngọt ngào lắm. Dạ, vô ý vô tính em ơi, cái chuyện rớt đũa rớt ba rồi là chuyện bình thường. Em có đưa ra cái mẫu người lý tưởng của em như thế nào không? Ngoại hình thì nhìn phong độ. Phong độ là sao? Cỡ nhanh nhịn lắm đó. Hả? Anh phong độ hả? Bạn tên là gì? À, em tên là Hiển Yêu Biển. Hiển Yêu Biển? Dạ. Hả? Cái gì? Tên gì bạn? Dạ, Hiển Yêu Biển, chị Cát Tường ơi. Hiển Yêu Biển. Bạn bao nhiêu tuổi? Dạ, em năm nay 23. 23 tuổi, đang làm nghề gì? Dạ, đang làm hướng dẫn viên du lịch. Hướng dẫn viên du lịch. Ước gì bạn gái của bên đây tên Biển nè. Dạ, bây giờ mời bạn gái của chúng ta bước ra sân khấu. À, chào Biển. Biển tên gì? Chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh. Chào bạn. Em tên là Xuân. Ờ, à, tưởng đâu tên Biển, tại bên kia tên là Hiển mà yêu Biển. Đổi là thành Hiển yêu Xuân đi nha. Xuân ơi, năm nay Xuân bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 24 tuổi. 24, Xuân đang làm gì nè? Em đang làm nhân viên văn phòng. Còn bạn Hiển yêu Biển, bạn làm du lịch mấy năm rồi? Dạ, em làm du lịch được 4 năm. Nếu như có một người nào đó họ muốn đi du lịch nước ngoài mà họ muốn đi nguyên gia đình, bạn có dám mời đi không? Dạ, không có tiền đâu mời. Nếu như cả gia đình của người yêu em muốn đi, em có dám mời không? Dạ, dám. Không có tiền sao dám? Không, lúc đó thì sẽ có tiền để đi chứ. Chưa. Đó, ta đi vay mượn ta cũng phải mời đúng không Hiển? Dạ. Hiển ơi, mà hồi nãy em giới thiệu em bao nhiêu tuổi chị nghe chưa rõ? Em 23. Bên đây 24. Em có ngại quen bạn gái lớn tuổi hơn mình không? Dạ không chị ơi. Trời. Em thích. Thích gì? Dạ em thích bạn gái hơn tuổi. Em đi làm nhiều khi cái thời gian của em á, nó không có để mà em có thể quan tâm cho người ta. Cho nên là khi mà em có bạn gái lớn tuổi hơn thì cái trải nghiệm của họ nó sẽ nhiều hơn em. Thì họ có thể chia sẻ và thông cảm cho em được một phần. Có nghĩa là em đỡ phải mất công chăm sóc người ta, mà người ta phải chăm sóc lại em. Dạ họ không phải vậy. Lúc nào chăm sóc được thì phải chăm sóc thiệt nhiều để bù lại những lúc không chăm sóc được. À, sao Xuân thấy sao? Xuân có ngại quen với bạn trai nhỏ tuổi hơn mình không? Dạ không, miễn sao là người ta biết suy nghĩ thôi chị. Chứ đừng có trẻ con quá mà tối ngày cứ nhõng nhẽo hoài là em không có thích đâu. Không, chị thấy mà dám mượn tiền đãi cả nhà, dẫn cả nhà bạn gái đi du lịch là chị thấy biết suy nghĩ rồi đó. Bây giờ mình hình dung tưởng tượng xem cái mẫu người lý tưởng của mình như thế nào. Phải tạo cho em được cái ấn tượng đầu tiên, biết thông cảm và chịu khó trải nghiệm chung với em. Ví dụ em rủ đi du lịch bụi thì cũng sẵn sàng xách ba lô lên đi với em, không có ngại. Em rủ người ta đi nhưng mà người ta đi rồi đó, nhưng mà đi thì ăn ở đi lại tiền nó ai chịu? Dạ em chịu nhiều hơn. Nghĩa là bên kia có hùng. Dạ bên kia có hùng. Tại sao phải hùng? Thường thường nam phải trả cho nữ chứ hùng gì? Dạ em nghĩ là cái gì mà chung làm thì nó mới vui. À, em có bắt người ta hùng nhiều hơn em không? Dạ không. Em con trai vẫn phải ga lăng, không phải hùng nhiều hơn. Sao bạn nói vậy em thấy sao? Đi chơi phải có hùng tiền đó nha Xuân. Nếu mà bây giờ bạn nói vậy thì ok, mình chơi kiểu Mỹ đi. Có nghĩa là em sẵn sàng hùng phải không? Dạ. Cái anh chàng bên đây là một anh chàng khá điển trai, rất là rành về tâm lý phụ nữ, có duyên trong giao tiếp. À, nói chung là hình dáng ngoài thì nhìn rất bắt mắt, nhưng mà không hiểu lý do tại sao bạn lại ế mà bạn đến đây bạn ngồi đây, tôi không hiểu được. Đặc điểm công việc của em nó cũng khó khăn về mặt thời gian. Khi muốn hẹn hò thì bắt buộc là phải cuối tuần đưa đi ăn, đi uống, đi xem phim rồi đi cà phê hoặc là đưa đón các kiểu. Còn em những ngày đó em đi làm mất tiêu, nên là em không có thời gian hẹn hò và tìm hiểu.
mà mấy cô giờ chắc cũng không cô nào mà chịu vậy đâu. Em hỏi cuối cô kia chịu không? Hỏi cô kia cô chịu không? Hỏi thử coi. Dạ dạ từ 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 từ. Cứ hỏi thử coi, nếu thời gian gì không chịu thì mình ngưng luôn, khỏi cần gặp luôn. Tự nhiên nhiều khi chứ trước đám đông người ta ngại, người ta không nói thì sao anh? Đâu cái tâm lý nhiều khi người ta nói tao không thích, tao nói không thích à? Dạ anh cho em thời gian thuyết phục. Nhiều khi không thích nhưng mà ta mở mặt lên, ta thấy mặt ta thích là cái gì ta cũng chịu. Anh Linh này không có hiểu tâm lý gì chứ. Nghe sơ sơ vậy rồi đó. Thời gian dành cho bạn gái nhiều là không có đâu, ham đi kiếm tiền. Thì quan điểm em thấy trong tình yêu như vậy em thấy sao? Dạ kiếm tiền là tốt chị. Để em thích tiền lắm. Đúng. Vấn đề là bỏ mình ở nhà đi kiếm tiền về có chia cho mình hay không mới là quan trọng. Đúng không? Đúng rồi. Nói cho vui nhưng mà giờ chị hỏi em rất là dễ thương. Tại sao em lại không có được tìm được người bạn trai cho mình mà phải nhờ đến chương trình? Có thể là do em khó tính chị. Khó tính là khó tính chỗ nào? Thí dụ như mình ngồi ăn đi mà mình chống tay hay là mình làm rơi đũa ngoài em cũng khó chịu nói chuyện đó lắm. Trời ơi con trai vô ý vô tính lắm em ơi. Cái chuyện rớt đũa rớt tay rồi là chuyện bình thường. Em có đưa ra cái mẫu người lý tưởng của em như thế nào không? Ngoại hình thì nhìn phong độ. Phong độ là sao? Cỡ nhanh đường lên đó. Anh phong độ hả? Cảm ơn em nha. Rồi biết lo cho sự nghiệp, chăm sóc cho gia đình nhiều. Lo cho sự nghiệp thì thấy bên kia lo rồi đó. Mà có chăm sóc gia đình hay không thì chị chưa biết. Điều gì em không thích ở người bạn trai của mình? Em không thích người ta để móng tay dài. Nhìn ghê lắm chị ơi. Bên kia có không? Cắn trước khi tôi qua đi nghe. Có để chút xíu để buồn buồn đánh đàn rồi nghe được chị. Được không em? Cắt đi. Cắt đi. Cái gì không thích nữa không? Ngoài cái móng tay dài. Ở dơ chị. Trời ơi. Em nhìn anh bên đây bảo đảm với em. Sao? Ở dơ. Trời ơi, làm gì đâu mặc quần áo thì ghê như vậy. Xẻ tay ra coi. Ê, móng tay dài thòn được không? Không, bên đây sát nè, được, được. Bữa nay hình như hên có cắt hay sao á. Mấy thằng bé đây dễ thương nè. Công nhận răng đẹp dễ sợ luôn. Tóc đẹp. Dạ, răng khển. Khởi đâu khởi, thụt ra thụt vô tùm lum mà khởi cái gì? Đó là có liên quan gì cái chuyện? Coi coi làm sao thì ta muốn coi gì, ta làm mai làm mối, ta có quyền. Đứng lên coi giọng coi, đứng lên. Quá. Wow, được, bé này xinh nè. 1m4. Được, được, cao nhiêu? Dạ 1m81. Có không? Dạ thiệt. Rồi được rồi. Ủa, duyệt đồng ý. Dạ em nè, cảm ơn. Đi làm kiếm tiền là được rồi nhưng mà về có chia cho bạn gái không? Dạ có chứ. Đúng không? Tại vì mà ta thiệt thòi, ta dạ. Quen với mình mà lễ người ta phải ở nhà có một mình chơi vơi, mình đi làm kiếm tiền về thì mình phải có quà cáp, phải có chia sẻ chút đỉnh. Em ngồi đi chứ dạ. Các tường khổ khổ lắm. Đồng ý không? Dạ được, cái là đi tới đâu cũng chịu khó mua quà gì cho bạn gái hết trơn đó. Vậy thích đó. Dạ. Mai mốt mua nhớ kèm cho chị miếng dạ. Nhỏ nha. Chị giờ thấy dễ thương rồi đó, không biết em sao thôi đó. Bây giờ anh hỏi em này, em có khuyết điểm gì không? Dạ có, hơi nóng tính. Không được đâu, nóng tính nhiều quá không tốt ha. Dạ, bốc đồng. Cái này hơi nguy hiểm nha, nhiều khi bốc đồng quá là mệt lắm đó nha. Em đang sửa, đang kiềm chế. Đúng rồi, khuyết điểm gì nữa? Ham chơi. Cái này mệt nữa nha, rồi còn gì nữa? Không, dạ hết rồi, nói nữa ta chơi. Sẵn giấu. Ưu điểm nè, nói thoải mái luôn nè, ưu điểm. Vui vẻ, nhiệt tình, năng động. Có mấy cái lẻ tẻ lên tên như là hát được, đàn được, làm MC được, kể chuyện cười được. Thôi giấu bớt đi, ta biết nhiều quá không được. Thôi cái này phải khoe, cái này không có giấu. Cơ hội chứng tỏ đâu có nhiều không, đâu anh. Hát đi, hát đi, hát đi. Hát bài đó gì, tình yêu chẳng hạn. À, hát mấy câu trong cái bài mà hay hát cho khách du lịch nghe. Rồi. Anh muốn được cùng em về vùng biên vắng. Mình sẽ sống những ngày hè nhum nắng. Dưới bóng dừa là lời sẽ nói yêu em mãi. Nói những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. Hay quá đi bé ơi. Có duyên rồi đó, được dạ, á. Em cảm ơn. Này chắc cô gái nhiều lắm nè. Hello. Chào được lắm. Em thấy em chàng mình nó sao có duyên lắm á. Em thích những cái người vui vẻ gọi là năng động vậy không? Nhưng mà coi bộ chắc gái theo nhiều lắm anh ơi. Em ghen dữ lắm á. Dạ. Ghen quá không có tốt đâu em. Vấn đề là người đó gái theo nhiều nhưng mà người ta theo em là được rồi. Em cũng nhiều trai theo chứ bộ. Đúng không? Người ta theo mình theo, quan trọng là do mình thôi. Em thấy cũng được đấy. Giờ kéo màn lên đi. Kéo màn lên. Nhiều nhắm mắt thở ra vậy hả? Coi cái tóc ông chỉ. Chúng ta có 2 phút. 2 phút bắt đầu. Chào. Dạ chào Xuân. Có quà tặng Xuân ha. Vậy chào gì thân thiện quá vậy? Đây là một chiếc khăn rằn. Chiếc khăn gió ấm hả?
Khăn này khăn nắng. Khăn này tặng cho một người mà mong muốn sau này sẽ rủ người ta đi du lịch cùng mình. Cảm ơn. Công việc nói đi nhiều hả? Ừ. Đi nhiều thì một tháng đi bao lâu? Một tháng nếu mà tháng bình thường thì đi khoảng 15 ngày. Mà tháng mà cao điểm thì đi khoảng 20 tới 25 ngày. Công việc nó là như vậy, nhưng mà bù lại sẽ có những khoảng thời gian rỗi vào đầu tuần. Ví dụ một tuần 7 ngày thì sẽ đi 3 ngày, 2 ngày. Hoặc là những ngày còn lại thì sẽ có khoảng thời gian rỗi. Tức là mặc dù cái thời gian biểu nó hơi khác thường một xíu, nhưng mà chắc cũng chấp nhận được. Cảm nhận về người bạn gái ngồi phía trước mặt? Dạ, rất là thẳng thắn. Ở những cái chi tiết nhỏ mà cũng nói thẳng được nhau là em thấy rất là thẳng thắn rồi. Còn bạn thì sao Xuân? Em thấy bạn cũng duyên mà có vẻ hơi trẻ con. Không phải lần đầu có người nói trẻ con đâu. Từ từ mới chứng tỏ được là người lớn như thế nào. Có thích đi du lịch không? Có. Có thích chụp hình không? Có. Có đem xe máy chụp hình là nhờ anh Linh chụp giùm cho Tấm nha. Mình có cái tính hay là quan sát ảnh người ta chụp lắm. Cho nên là ai mà để ý mình hay là thích mình á, mà chụp hình là mình nhìn cái tấm hình đó là mình sẽ biết à. Nên bạn thử xem. Thử thôi. Ủa đâu có thời gian chụp hình đâu. Dạ xong rồi. Rồi giờ đưa cho bạn nữ ta coi, ta nhận xét nè. Trời đất ơi. Cho lấy khung hình mà mình chụp ha. Có hai người nói luôn đi. Hết giờ. Sao? Dạ. Nhìn hình thấy sao? Được không? Nhìn biết hiểu rồi. Rồi mời hai bạn để tay vào nút bấm. Đây, bên đây. 1 2 3. Hết thời gian. Bên đây, bên đây. Chúc mừng hai bạn. Choàng cái khăn lên nha, cho nó đẹp. Đó, khăn bạn trai tặng choàng lên, nắm tay nhau. Trời ơi, có quà trong này nữa nè. Thấy chưa? Không mở ra là đâu có nhận thấy. Choàng khăn vô đi em, cho nó ấm. Đó. Rồi, sẵn ôm hôn luôn đi. Thôi, không chưa được anh ơi. Bạn nữ cảm nhận thế nào? Em thấy bạn này chu đáo, rất là quan tâm bạn gái. Còn cái tấm ảnh hồi nãy chụp thì em nhìn tấm ảnh em thấy sao? Bạn này chụp thì ngay cái góc em đẹp nhất. Và em thích chụp cái góc đó nhất. Nên là em mới bấm nút. Hiển hay hay hơn vậy? Em biết rồi. Bây giờ cảm xúc của em thấy thế nào? Rất là hồi hộp. Nắm tay nhau cái đi cho hết hồi hộp. Cười cái gì không biết nữa. Mình trẻ trung hiện đại mà. Nắm tay nhau đi. Nắm tay nhau và chúc mừng hai bạn. Xong rồi hiếu thảo với ba mẹ. Với lại thêm cái quan trọng nữa là ảnh phải xấu hơn em. Sao vậy? Ảnh đẹp hơn em mất thôi em theo giữ ảnh nhưng mà nó phải xấu hơn em, an toàn ở nhà. Ủa giờ chị có Thường, em tên Nhi, năm nay 26 tuổi. Hiện giờ Nhi đang làm việc ở đâu? Dạ em đang làm trợ lý văn phòng. Để xem chàng trai chúng ta làm gì đây, xin mời. Mời bạn. Mời bạn ngồi. Bạn tên gì? Em tên là Lê Bá Khôi, em năm nay 27 tuổi. Làm nghề gì? Em là giảng viên kế toán tài chính của trường Đại học Ngoại ngữ Tin học thành phố. Wow. Như vậy thì ở cái môi trường đó tôi nghĩ rằng rất là nhiều người đẹp, sao nên ngồi đây làm gì? Không phải, riêng cái trường Đại học Ngoại ngữ thành phố, đặc biệt là cái khoa kinh tế tài chính thì toàn là những giáo viên lớn tuổi luôn. Em là giảng viên nhỏ tuổi nhất trong khoa. Nhi nè, bạn đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Bạn rất là xinh, không thể nào mà không có được đúng không? Dạ, mọi người cũng nói em vậy. Nhưng mà tại vì lúc mà em 18 tuổi á, là em có trải qua một cái mối tình hơi là nhiều đau khổ. Thành ra em không có muốn quen bạn nữa. Là hồi xưa giờ một mối tình một? Dạ. Rồi coi như mình thất bại một lần là mình sợ luôn tới giờ. Tại vì sau khi mà cái chuyện nó trải qua thì em nghĩ là mình nên có tự chủ về tài chính, để không có phụ thuộc vào đàn ông nhiều. Thành ra em cố gắng học, cố gắng làm để kiếm được nhiều tiền. Bây giờ đã có được nhiều tiền chưa? Dạ vừa đủ. Vừa đủ rồi ha. Bây giờ đã muốn tiến tới hôn nhân, muốn lập gia đình chưa? Mẹ muốn. Cũng mẹ muốn nữa chứ mình chưa muốn hả?
Dạ em nghĩ là cũng tới lúc rồi. Thì sau khi mà mẹ thuyết phục thì em cũng quyết định đến tham gia chương trình. Hồi xưa bạn có cái trở cái mối tình của bạn là bạn hẹn hò ở đâu? Dạ trước kia mối tình của em là học sinh chị. Thành ra em hồi hẹn hò chắc là ở quán cóc kế bên trường. Nếu hôm nay mà mình kết hợp với cái anh bên kia thì mình mong muốn mình sẽ hẹn hò với anh ở đâu? Em muốn hẹn hò ở mấy chỗ event làm từ thiện chị. Tại sao? Dạ tại em thích làm từ thiện. À đây cũng là một ý kiến hay. Anh Linh thấy đặc biệt không anh Linh? Anh thấy đặc biệt đó. Đây. Bạn đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Nếu mà tính luôn hết á là hai, còn nếu mà tính mối tình mà hai người yêu nhau á là chỉ có một thôi, còn cái tình còn lại là đơn phương. Bạn thích hẹn hò đâu nhất? Thường là những nơi nào mà lãng mạn như là rạp chiếu phim rồi cà phê, nhà hàng. Có bao giờ bạn xem phim bạn làm theo phim chưa? Có rồi, đang xem phim đến cảnh hôn cái mình bắt chước nhân vật mình hôn luôn. Chưa cũng có ý đồ nữa à. Ý đồ. Bạn thấy mình có ưu điểm như thế nào? Ưu điểm của em là em là hèn, tốt bụng, không có hút thuốc, nhậu nhẹt, la cà. Khuyết điểm của mình là gì? Khuyết điểm của em là lười. Em thích gì về bạn gái của em? Em thích một người cũng hèn, tốt bụng, rồi biết nữ công gia chánh. Ồ, Nhi có biết nữ công gia chánh không? Không dạ, biết. Thích bà gì ở bạn gái cái đó? Không thích bạn gái là nhiều chuyện. À Nhi nè, nhưng mà chị hỏi một chút, hồi nãy giờ thì em hay nhắc đến mẹ em nhiều. Thế hôm nay em đi mẹ có ủng hộ tinh thần em không? Dạ có, mẹ em có đi chung. À có đi chung luôn hả? Đâu dạ. Mẹ em đâu? Dạ, chào cô. À hôm nay cô đi theo ủng hộ con gái mình thì cô có đặt ra tiêu chí gì về cái người bạn trai hay là người rể tương lai của mình không? Cái tiêu chí thì để cho cháu nó tự đặt thôi. Chứ dạ. Mình cũng không có áp đặt nó nhiều lắm. Dạ, có nghĩa là miễn cháu thích là được. Đúng rồi, miễn mà cháu thích là được. Trước tiên là cô dòm cái thầy giáo bên kia thì cô cái cảm nhận đầu tiên thì cô thấy là được hay không? Nếu mà nhìn bề ngoài đó thì là coi như là thấy cháu bên đây cũng hiền, dễ thương. Nhưng mà tánh tình với đạo đức thì chưa biết. Dạ. Cô ơi, ngày xưa đó con hẹn hò nhau nó có hiện đại như giờ không cô? Hồi xưa đó thì khi cô có gia đình thì cô đâu có hẹn đâu. Tại vì gia đình hả, hai bên cũng như là làm mai làm mối rồi chịu thôi hà, chứ đâu có hẹn hò đâu. Biết mặt lúc đó cô yêu chưa? Tại vì ông xã vừa cao lớn vừa đẹp trai. Vừa thấy là đẹp trai cao lớn là đồng ý liền hả? Tại vì hồi đó đó lúc cô còn trẻ đó thì nói thiệt, nếu mà tìm bạn đó cũng có nhiều người thích lắm, nhưng mà tìm không được tại đa số lùng lùng không hà. Mình lại cao nữa, thành ra khi mà gia đình giới thiệu thì thấy ông xã cũng cao hơn, rồi mặt mày cũng nói chung là sáng sủa, rồi ăn nói là cũng gia đình cũng giữ ý, chứ mà hồi đó không có biết tánh tình, không có hẹn hò giống vậy, không có hiểu nhau. Giờ trẻ thì hẹn hò chứ hồi xưa thì không có hẹn hò. Cảm ơn cô. Bây giờ cuối cùng là bạn mong muốn cái mẫu người đàn ông lý tưởng của bạn là như thế nào? Dạ em mong muốn bạn trai của em thì không có lười biếng. Xong rồi hiếu thảo với ba mẹ. Với lại thêm cái quan trọng nữa là ảnh phải xấu hơn em. Sao vậy? Ảnh đẹp hơn em mất thôi, em theo giữ ảnh thì mệt lắm, mình đã xấu hơn em, an toàn ở nhà tốt. Thì vậy, nhưng nếu ngược lại vậy thì nếu mà bạn đẹp hơn anh đó thì anh đó anh lại không có tự tin, rồi anh đó lại phải đi theo giữ bạn nữa hả? Không, em chung thủy. Sao biết được? Không, em đảm bảo em chung thủy. Em đảm bảo em chung thủy. Dạ, từ đó giờ em mới quen có một người là em chung thủy. Chị rất là thích cái quan điểm của em, mà cái chỗ này hơi lạ, chị thì không thích rồi, chị phải đẹp chị mới lấy, nhưng mà chị thấy em rất là lạ là lại muốn kiếm chồng mà người đó phải xấu hơn mình. Để chị coi cái bên này xấu hơn em nhiều hay ít. Dạ. Chào chị. Dạ, chào thầy. Thôi vậy xấu hơn. Chắc chắn xấu hơn rồi. Dạ được rồi. Dạ được rồi phải không? Nhưng mà thầy làm biến quá không có được. Không không, cái này là lười chứ không phải làm biến, có nghĩa là không tự làm nhưng mà chỉ cần kêu làm là sẽ làm. Thầy cao 1m mấy? 1m70. Thầy thiếu ăn sao thầy ốm vậy? Không ăn nhiều mà vẫn không mập. Bây giờ sao cho nó mập? Cưới vợ. Thầy, thầy. Rồi, chúc mừng thầy sẽ lấy được một cô vợ xinh đẹp. Nhớ đừng có quên ông Mai bà mối này nghe. Rồi đó là tôi về tôi nói tốt giùm, còn cái chuyện là cái duyên của thầy nữa, một hồi trao nhau ánh mắt rồi đó coi sao. Nói chung là thầy giáo rất là vui, rất là hóm hỉnh. Bây giờ nghe kia nói nôn không? Nôn quá, kéo màn lẹ đi anh. Hả? Rồi để anh xem thế nào nha. Chào bạn. Chào anh. Hồi nãy tôi rất thích cái chỗ mà bạn nói là em là em chung thủy, phải không? Chắc chắn được đó đúng không? Dạ. Rất là đẹp gái ha, rất là xinh xắn, đẹp cao ráo giống mẹ vậy ha. Có thích chồng lùn hơn mình không? Dạ không. Ủa sao vậy? Em muốn lấy chồng để cải tạo nồi giống mà lùn hơn em là sao cả. Thôi đi về bên kia đi.
Ta sẽ gặp mặt nhau. Dạ. Yeah. Mở màn lên. Hai phút bắt đầu. Có món quà tặng em. Dạ, cảm ơn. Người ta nói lady first, em có gì muốn hỏi anh trước không? Dạ, anh có hiếu thảo không? Hiếu thảo hả? Cái này là anh rất là hiếu thảo luôn. Dạ. Rồi anh có thích đi làm từ thiện không? Từ thiện hả? Anh cũng thích, nhưng mà từ trước đến giờ là anh chưa có cơ hội đi lần nào hết. Chưa bao giờ làm không? Chưa có cơ hội để đi. Dạ. Tại vì thật ra mình không cần phải đi, mình có thể quyên góp cho một cái hội nào đó. Người cái đó ta cũng thì, có thể giúp mình. Cũng không rành mấy cái đó. Cái đó thì anh Quyền Linh rành lắm, anh Quyền Linh đi từ thiện nhiều lắm. Dạ. Để sau này mà hỏi anh Quyền Linh. Hỏi em cũng được. Hiện giờ thì anh yêu thương ai nhất? Thấy em là ba mẹ trong gia đình. Dạ không, em không có ý gì hết. Anh có thể thương bất kỳ ai mà tại thời điểm hiện tại anh thấy em thương ai nhất? Thời điểm hiện tại hả? Dạ. Thời điểm hiện tại là dĩ nhiên là thương ba mẹ nhất rồi. Không. Ở đây nè, thương ai nhất ở đây nè. Còn trong trường quay này hả? Ừ. Trường quay là thương em nhất. Nói vô vấn đề liền vậy đó. Nếu mà kết hôn trong bao lâu thì em muốn có con? Dạ cái đó tùy theo ơn trời cho, khi nào nó có thì nó có chứ. Cái đó tùy theo năng lực của anh. Không, nhưng mà theo... Chúng ta có 3 tiếng đếm. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Tại sao bạn không nhấn nút? Hơi bất ngờ đó bạn. Dạ, tại vì thật sự em rất là ghét đàn ông lười biếng. Với lại ảnh không có biết làm từ thiện, em thấy hai tụi em không có cùng chí hướng, thành ra em cũng người hơi ta chưa làm, ta chưa làm mà. Không làm đâu. Và bây giờ mới thấy được cái việc làm từ thiện lợi hại cỡ nào. Phải biết đó, làm từ thiện sớm ha. Thôi về tập làm đi rồi ta kiếm cơ hội sau. Bạn có buồn không? Buồn. Buồn đúng không? Một người phụ nữ rất thông minh, một cô gái cái tâm rất là tốt. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ làm bạn với nhau, biết đâu cái duyên lại tới đúng không? Chúc hai bạn thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Chúng ta sẽ đến với phần quay số. Thêm một lần nữa nha. Dạ. Đúng không? Dạ, đúng rồi. Đã măng mà thêm lần nữa gì? Mới 24 tuổi mà. Nhưng mà giờ ông sâu đậm cái người kia quá. Ông khép lại một lần nữa. Trước khi ông gặp người kia là ông đã khép lòng rồi, ông gặp âm nhạc mới mở lòng. 3 năm rồi. Ừ. Không sao đâu. Được rồi đó. Bây giờ để hỏi bên đây nè. Dạ sao nè? Dạ không. Bên đây mình tình yêu sao nè? Hả? Nói cho nhà trai nghe. Qua coi đàn gái sao vậy? Dạ em hồn chưa? Dạ chào thầy Linh. Trời ơi, mặt xinh dữ trời. Thì đó. Like không? Có like không? Dạ không ạ. Mặt xinh quá hỉ. Dạ. À. Cao nha. Nào chưa? Cao nha, cao cao. Dạ em trải qua một mối tình được 4 năm rồi ạ. 4 năm. Dạ. Lý do sao chia tay? Dạ những cái không hợp, với lại anh ấy khôn mặn quá, với lại là không anh hợp. Gì? Anh khôn mặn là dữ quá. Hung hãn hả? Dạ. Trời, trước một cô gái xinh thế này mà ai nỡ hung hãn trời. Ghen đúng không? Dạ có ghen ạ. Vì ghen mà là trở nên hung hãn. Xinh quá anh ghen. Dạ. Không. Thôi kệ, bỏ anh ghen đi. Anh này hơi gian gian chút xíu mà anh không có ghen. Đợt kia cũng có BD nữa chú. Hả? Đợt kia con cũng có BD chút xíu nữa. Không BD hả? Nhưng mà tùy theo trường hợp, là kiểu mà trong công việc á, con hay giỡn với mấy bạn đồng nghiệp, mấy anh đồng nghiệp, đồ giỡn giỡn chút chút. Trời ơi, xong này nó nhiều tật quá vậy trời. Ông tự nhận hết á, cũng ai hỏi đâu. Gian, dâm, ngay, hơi BD nữa. Trời ơi, trời, chú nghe chú giật mình luôn nữa. Bởi vậy con cũng gán, con chứng minh là con kiếm được người yêu để người ta khỏi nói con bị BD. Chứng minh đồng nghiệp tao không ơi? Có thiệt không? Không, con không có, vậy là giỡn thôi. Giỡn thôi nha. Dạ, giỡn vui. Giỡn thôi nha quỷ. Nói chung nó giỡn thôi. Dạ. Nó nhây lắm. Dạ. Nhưng mà nó đôi khi nó cũng vui ha. Dạ. Bây giờ mình muốn tìm một người yêu như thế nào? Dạ, một người đàn ông em lý tưởng là chững chạc. Chững chạc. Dạ, có công ăn việc làm ổn định á, không không có lăng nhăng này nọ, với lại bổ phu không giữ em không thích. Dạ. Bên đây cũng nói chung công việc ổn định. Dạ. Ha, chững chạc thì coi lại. Ừ, cũng 50-50 à. Ờ 50-50 à. 50-50. Ừ. Dạ. À. Rồi bây giờ ông làm an ninh nó hỏi ông có vũ phu không? Dạ. Không, đây chắc không vũ phu đâu. Dạ. Cái tính này chắc không có đâu. Dạ. Dạ. Bây giờ hai bạn đã có mặt ở đây, cách nhau cái hàng rào thôi. Mình giới thiệu lớn lên cho bên kia cùng nghe nha. Mời em trai. Dạ, dạ, lời nói đầu tiên cho em xin chào chú Quyền Linh, dạ, chào cô Hồng Vân, chào bạn nữ cái bên ràm và khán giả ngồi ở trường quay. Dạ, em tên đầy đủ là Nguyễn Phúc ạ. Năm nay em 24 tuổi, sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em ở quận 4 và đang làm việc ở quận 2 ạ. Phúc làm gì Phúc? Dạ, em làm bên lĩnh vực khách sạn, nhà hàng, chung cư ạ.
khách sạn, nhà hàng, chung cư mà làm về cái gì cụ thể? Dạ, em làm bên an ninh ạ. An ninh? Dạ. An ninh, khách sạn, nhà hàng. Làm ở quận 4, ở quận 2. Rồi. Dạ. Nhà ố làm quận 4, nhà ở quận 2. Dạ. Rồi. Nhà quận 4 làm ở quận 2 ạ. Phúc 24 tuổi đó. Xin mời nhà gái. Rồi mình giới thiệu đi. Dạ, lời nói đầu tiên em xin chào chị Hồng Vân và tất cả mọi người, và chào anh Quỳnh Linh với bạn trai bên đó. Em xin giới thiệu là em tên là Trầm Phương Kim Thi, nên em được 26 tuổi, sinh sống tạm biệt tại thành phố Hồ Chí Minh luôn ạ. Để em đang làm gì? Dạ, em buôn bán nước hoa, kinh doanh online ạ. À, kinh doanh online, buôn bán nước hoa. Dạ. Rồi, vậy là nhà em ở đâu? Dạ, nhà em ở phường 7 Tân Bình luôn ạ. Phường 7 Tân Bình luôn? Dạ. Rồi. 26 tuổi hả? 26 tuổi. Vậy nhỏ hơn mình đây 2 tuổi. Nhất gái hơn hai, nhì trai hơn một. Cái câu của bạn rất đúng luôn. Nhất gái hơn hai, nhì trai hơn một. Vậy cũng ổn ha. Hợp với em luôn. Hợp với em luôn. Vậy là hợp rồi. Vậy mình coi như thuận lợi ban đầu rồi ha. Dạ. Bây giờ Phúc nói cho mọi người cùng biết là cái ưu điểm và khuyết điểm của Phúc là gì. Dạ, ưu điểm của em thì em là người tự lập, có tính tiết kiệm, chân thành, nhiệt tình trong công việc, rồi. Vui vẻ và hòa đồng. Tốt. Dạ. Khuyết điểm? Dạ, khuyết điểm của em thì nói ra hơi nhiều. Tiêu biểu là em có hút thuốc ạ. Hút thuốc, dạ, nhiều không? Dạ, không, cũng ít ạ. Ít? Dạ, thường thường mà đi làm em mới hút thôi. Rồi, gì nữa? Dạ. Em không có biết uống rượu, em chỉ có uống bia thôi, nhưng mà kiểu là uống chút chút, kiểu xã giao là chính thôi ạ. Bia rượu như nhau. À. Rồi. Còn khuyết điểm thứ ba của em là em kiểu em sống hơi nội tâm một chút. Rồi kiểu nội tâm quá nên đâm ra là đôi khi mà ở ngoài em là một người khác, mà về nhà em mới được là chính em. Dạ, kiểu như điên điên khùng khùng nhay nhay vậy đó. Dạ. Sống điên điên khùng khùng nhay nhay. Dạ, nhưng mà ở nhà thôi. Ở nhà thôi, ở dạ. Ngoài không có vậy. Dạ đúng rồi. Ở ngoài vậy cũng vui đó. Đôi khi cũng khùng khùng cho cuộc sống nó vui chút em. Rồi, mời nhà gái. Dạ. Mình nói về ưu điểm, khuyết điểm của mình đi. Dạ, ưu điểm của em là... Nhà gái nói to to chút xíu được không nào? Dạ, ưu điểm của em là thích ca hát và làm nấu ăn ạ. Dạ, cũng thích cái vẻ đẹp nữa. Thích đẹp đúng không? Dạ, vâng. Còn... Có khuyết điểm gì không? Dạ, khuyết điểm của em là nóng tính. Nhưng mà nóng tính hồi là mình cũng tự làm lành à. Vậy, dạ. Mình tự mình làm nguội luôn đúng dạ, không? Dạ, nóng tính hồi tự mình làm lành luôn chứ không phải làm để bụng. Dạ. Rồi đó, bây giờ nói có một cái người bạn trai mà về nhà cứ khùng khùng điên điên thì sao? Dạ, khùng khùng điên là em nhây đó, nhây dạ, đó. Nhây là em sẽ làm mặt lặng à. Hồi làm mặt lặng là nếu mà còn nhây nữa là em sẽ giận luôn. Và hình không thích nhây nhiều. Không thích nhây đúng không? Dạ, không thích đó, nhây. Nhà trai ơi, người ta không thích nhây kìa. Trời ơi, cuộc sống giờ nó áp lực quá, nhây nhây cho nó vui. Dạ, không à. Nhây quá, nhây quá cũng không thích. Em thường thường thì em trong phòng mà nếu mà em tập thể dục á, thì mới nhây thôi, kiểu như là em mà nghe nhạc hay gì là em giống như là em bị cái cảm giác mà có âm nhạc hay gì em mới là được chính em trong âm nhạc gì á. Vậy đó hả? Tức là nhạc lên làm gì? Dạ kiểu là hát rồi nhảy rồi vậy. Giờ tao thử nhạc lên coi em nhây cỡ nào. Hay để đếp nữa kéo gàm đi em. Kéo mở rào ra nhạc lên coi em nhây cỡ nào nha. Dạ em có một bài nhảy em tặng cho rồi, bạn okay. Nữ kế bên à. Vậy là được rồi đó. Thấy hay rồi đó. Nói sẵn nói về các mối tình của bạn luôn đi. Dạ em thì chính thức là có hai mối tình ạ. Một mối thì vài tháng, và mối sâu đậm nhất của em là gần một năm. Vài tháng với gần năm cũng như nhau à. Là cũng là vài tháng luôn á. Mà cái mối tình gần năm nó sâu đậm là em có chia sẻ là em với cô bạn đó là quen biết nhau trong chỗ làm, chỗ làm cũ của em. Thì quen trong khách sạn hay nhà hàng hả? Dạ thì cô nhưng mà xác định là quen khách sạn, trong khách sạn hay quen nhà hàng? Dạ trong khách sạn à. Quen trong khách sạn. Chỉ là nhân viên làm trong khách sạn á anh. Chứ không, với lại khách sạn đó phòng nó xịn, nó mắc lắm. Với tụi em cũng nhân viên không có tiền để mướn trong đó làm. Ai biết nhiều phòng trống là sao. Phòng trống nhưng mà đó cũng kiểu là khách sạn mà vừa có khách ở lâu dài với khách ở ngắn hạn á anh. Mặt mày gian lắm à. Ai cũng nói gì hết trơn á, ai cũng nói mặt em là gian dâm trời này đó nọ. Coi cái gì vậy trời. Bên đây người ta muốn đi về rồi nè, sao mà vừa nhây ai mà vừa nói nha, chứ không phải tôi nói nha. Vừa nhây
Dạ. Chào em. Dạ, em chào cô Hồng Vân. Tự nhận mình là vừa gian, vừa nhây, vừa khùng, rồi vừa dâm là sao trời? Dạ, tại cái đó là trong cái chỗ đồng nghiệp cũ á, nói là, nói chứ mỗi lần mà đi đâu á, mà kiểu là thôi mời Phúc nó đi đi, nói thằng Phúc mà ổng đi buồn lắm, tại vì nó điên điên khùng khùng cho nó vui vậy á. Dạ. À, đó. Rồi cái vụ mà gian gian dâm dâm có vui không? Dạ, không, kiểu như người ta nói vui á anh. À, nó vui hả? Nó vui á chú. Dạ, nói vui là nói đôi khi nhìn mặt nó vậy chứ nó có, họ không có vậy đâu. Ừ, dạ. Quan trọng nó không vậy đâu, được rồi. Dạ. Nhưng mà nhìn mặt cũng có duyên, nhìn có duyên lắm, móm móm ha. Là ngày xưa là gian mình gian có duyên á. Ngày xưa mình đã có từng đi nhảy không, mà tại sao lại khi mà sống có âm nhạc thì mới là chính mình? Dạ, tại thời đó là em cái năm cấp 3 của em á, là vô tình là em hồi xưa là em là bên bóng rổ, em chơi bóng rổ. Thì lúc đó thì một người bạn của em nói là Phúc mày có thích nhạc không? Thì lúc đó thì em mới nói mình cũng, em cảm giác âm nhạc nó cũng là một cái lẽ sống, cũng là một cái cuộc sống. Mỗi khi người ta bế tắc hoặc là ta mệt mỏi thì âm nhạc cũng là một cách để người ta thư giãn và giải tỏa. Thì lúc đó em nghĩ cũng là thú vị. Thì em mới đồng ý, thì thằng đó mới dắt em đi vô một cái nhóm nhảy nhỏ. Dạ, thì lúc đó thì có tập, rồi em mới được tiếp xúc với mọi người. Tại lúc đó em sống bị khép, bị khép kín quá, khép kín quá. Thì lúc đó là nhờ cái nhóm nhảy đó, thì em mới xem mình, em mới mở lòng ra một chút, thoải mái. Có nghĩa là mình mở lòng mình mới được là chính mình, đúng không? Dạ, đúng. Bây giờ vẫn nhạc giữ lên là cuộc sống nó thú vị lắm. Thì đó, bây giờ vẫn giữ thói quen đó, đúng không? Rồi lý do chia tay cái người con gái mà? Dạ, thì tại vì là đợt đó là em chỗ cũ em cũng làm an ninh. Thì cô bạn đó mới vô thì quen, là lúc mà quen là trong cái công ty đó mở ra một cái lớp tập huấn một ngày. Thì vô tình là từ cái lớp tập huấn đó em mới biết cái bạn đó. Thì em với cô bạn đó kiểu nói chuyện cũng trao đổi công việc vô trong đó, rồi khách khứa đồ nói chuyện thì có vẻ hợp. Thì em với cô bạn đó mới hợp. Với lại là em khá là tự ti tại vì cô bạn đó quá giỏi. Em lúc đó em cảm giác như em không giỏi bằng người ta, cho nên là em cố gắng nhiều lắm. Nhưng mà khi tới một khoảng đó thì em cảm thấy là hai đứa đã không còn cái tiếp chênh lệch quá, chênh lệch quá. Thì khi mà lúc em chia tay á, thì cô bạn đó lại nghỉ cái chỗ đó và chuyển qua chỗ khác làm. Thì em đôi khi cô bạn nó vẫn nhắn tin em, mà hai em vẫn hỏi thăm với tư cách là người bạn. À, cho tới bây giờ? Dạ, dạ không, đã kết thúc rồi. Nhưng mà cái lần đó thì vô tình là em xỉn, lần đó là em xỉn, rất là xỉn luôn. Thì em lại nhớ cái cô đó. Tại vì cô đó là sâu đậm lắm. Thì em lúc đó là em tự dám hỏi nhà cô đó cho, xong em tự bắt xem lên chảnh luôn. Rồi xong rồi nói xong thì cô ấy không chịu quay lại với em. Thì sau cái đêm đó thì em buồn, và hiện tại thì em cũng không quen ai cho tới giờ. Không, là bao nhiêu lâu rồi em ăn ở không? Dạ, em đi làm rồi em về em nghe nhạc, em đôi khi không, em hát. Bao nhiêu lâu rồi? Ý là chị nói là ở không á, thêm chứ ăn ở không cho nó vui mà. Ở không trong tình yêu á. Ở không trong tình yêu á. Bao nhiêu lâu rồi cô đơn? Dạ cũng cỡ 3 năm. 3 năm rồi, dạ. 3 năm rồi. Hôm nay quyết định mở lòng thêm một lần nữa nha. Dạ. Đúng không? Dạ, đúng rồi. Kẻ măng mà thêm lần nữa gì. Mới 24 tuổi mà. Nhưng mà không. Giờ ông sâu đậm cái người kia quá. Ông khép lại một lần nữa. Trước khi ông gặp người kia là ông đã khép lòng rồi, ông gặp âm nhạc mới mở lòng. 3 năm rồi. Cũng không sao đâu. Được rồi đó. Bây giờ để hỏi bên đây nè. Dạ. Sao nè? Dạ, ông không. Bên đây mình tình yêu sao nè? Hả? Nói cho nhà trai nghe. Qua coi đàn gái sao rồi? Dạ, hết hồn chưa? Dạ, chào em Quỳnh Linh. Trời ơi, mặt xinh dữ trời. Thì đó. Like không? Có like? Dạ không ạ. Mặt xinh quá hỉ. Dạ. À, có cao mối tình nha, nào chưa? Cao nha, cao, cao. Dạ, em trải có một mối tình được 4 năm rồi ạ. 4 năm? Dạ. Lý do sao chia tay? Dạ, những cái không hợp, với lại anh ấy hung hãn quá, với lại là không anh hợp. Gì? Anh hung hãn và dữ quá. Hung hãn hả? Dạ. Trời, trước một cô gái xinh thế này mà ai nỡ hung hãn trời. Ghen đúng không? Dạ có ghen ạ. Vì ghen mà là đúng trở rồi, nên hung hãn. Đúng rồi, xinh quá anh ghen. Dạ. Không? Thôi kệ, bỏ anh ghen đó đi. Dạ. Anh này hơi gian gian chút xíu mà anh không có ghen. Dạ. Đôi khi cũng có BD nữa chú. Hả? Đôi khi con cũng có BD một chút xíu nữa. Có BD hả? Nhưng mà tùy theo trường hợp, là kiểu mà trong công việc á, con hay giỡn với mấy bạn đồng nghiệp, mấy anh đồng nghiệp, đồ giỡn giỡn, giúp giúp, đồ. Trời ơi, sao này nó nhiều tật quá vậy trời. Ông tự nhận hết á, cũng vừa ai hỏi gian, ông á. Dâm, nhây, hơi BD nữa. Trời ơi, trời, chú nghe chú giật mình luôn vậy đó. Bởi vậy con cũng gắng, con chứng minh là con kiếm được người yêu để người ta khỏi nói con bị BD. Con chứng minh tội nghiệp người ta không ơi? Có thiệt không? Không, con không có, chỉ là giỡn thôi. Giỡn thôi nha. Dạ, giỡn vui. Giỡn thôi nha quỷ.
Nói chung nó giỡn thôi. Dạ. Nó nhây lắm. Dạ. Nhưng mà nó đôi khi nó cũng vui ha. Dạ. Bây giờ mình muốn tìm một người yêu như thế nào? Dạ, một người đàn ông em lý tưởng là chững chạc. Chững chạc. Dạ, có công ăn việc làm ổn định á, không có lăng nhăng này nọ, với lại bủ phu hung dữ em không thích. Dạ. Bên đây cũng nói chung công việc ổn định. Dạ. Ha, chững chạc thì coi lợ. Ừ, cũng 50-50 à. Ờ, 50-50 à. 50-50. Ừ. Dạ. À. Rồi bây giờ ông làm an ninh, nó hỏi ông có vũ phu không? Dạ. Không, đây chắc không vũ phu đâu. Dạ. Cái tính này chắc không có đâu. Dạ. Nhìn nó rất là dễ nói chứ dễ thương lắm. Dạ. Không? Chỉ có vàng vàng chút thôi. Rồi bây giờ còn... em muốn tìm mẫu hình lý tưởng thế nào? Dạ em thì em đơn giản thôi, là mẫu người con gái là cỡ chiều cao thì cỡ 1m50 trở lên thôi. Ừ. Tại em không được cao lắm. Cái thứ hai nữa là dễ nhìn ưa nhìn. Đây, quá dễ nhìn, quá ưa nhìn luôn. Vừa người. Dạ. Gọi gì nữa? Hiền lành, chất phác. Biết là chủ yếu là kính trên nhường dưới và quan tâm hai bên gia đình. Đây nhìn thấy là hiền rồi đó. Dạ. Có dạ. Mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ giống mẹ em là được. Giống mẹ em hả? Dạ. Nhiều người nói giống mẹ em, giống ba em khó lắm. Bởi vì mẹ với ba là khó, ai vượt qua lắm. Dạ. Nhưng mà xinh. Rồi, bây giờ em gái đi với ai? Dạ, em đi với bố mẹ em ạ. Bố mẹ luôn hả? Dạ. Rồi, cho gặp bố mẹ đi. Rồi, xin chào cô chú. Dạ, xin chào hai MC đẹp trai và duyên dáng cùng quý khách trong khán phòng ngày hôm nay. Dạ, tôi chào là, chú ạ. Chào con. Tôi là ba của cháu Thi. Qua cái phần mà nhận xét đó thì tôi thấy là cho hai cháu nó tính, cô có cái sự cuộc hẹn hò nào đó để hai cháu nó tìm hiểu thêm. Đó, tôi xin có vài lời như vậy. Nhưng mà chú thấy con rể tương lai này... Con rể tương lai thì theo chú nhìn thấy thì cũng được. Dạ. Sau qua nhận xét thì chú thấy thì cũng được, thì sau cái cuộc đó thì giữa hai đứa nó tìm hiểu với nhau. Chứ còn mà bác thì bác thấy thì hai đứa thì coi như là phải có cái sự tâm đầu ý hợp, chứ không phải là một người với hai người là không có được. Nhưng bên đàn trai nhỏ, đàn gái 2 tuổi có sao không chú? Thì cái đó giữa đôi đứa mà chấp thuận với nhau, giữa hai gái hai trai, mà cái đó là cũng là các cụ cũng đã nói gái hai trai mà tốt rồi, không có gì hết. Ai lớn tuổi hơn? Hả? Chú với cô ai lớn tuổi hơn? À, chú với cô thì cô lớn tuổi hơn. Lớn hơn mấy chú? Lớn hơn 2 tuổi. À, rồi, trời, vậy là hay quá rồi. Có truyền thống luôn. Truyền thống về là sống nhau, nó răng lông đầu bạc luôn. Dạ, đó. Thì được rồi chú ha. Dạ, con cảm ơn cô chú à. Cảm ơn nhà gái, còn nhà trai dạ, đi với ai? Em đi với mẹ em, rồi. Với lại một người anh của em. Rồi, xin chào cô. Chào chú Quỳnh Linh với cô Hồng Vân. Dạ, chào chú My. Tôi là mẹ của Phúc. Thành ra hả, nhìn bé gái bên đây cũng dễ thương. Thành ra hả, thôi để cho hai đứa tìm hiểu nhau. Thì có như đó thôi. Nhưng mà thấy bên đàn gái sao? Bên gái quá quá dễ thương. Quá dễ thương ha. Rồi. Cảm ơn nhà trai nhà gái. Bây giờ mở rào cho hai trẻ gặp mặt nha. Đúng rồi. Ráng nha, ráng nha. Dạ. Chứng minh mình nha. Đừng có ấy nha, BD nha. Bắt đầu đi. Dạ, tới buổi chương trình này mình có món quà tặng bạn ạ. À. Dạ. Mong bạn sẽ thích ạ. À. Chồng bạn cái ly nước hòa mình buôn bán cho nên mình tặng bạn. Rồi, cảm ơn bạn ạ. À. Dạ. Thì món quà mình tặng là 2 cuốn sách. Tại vì là mình thì mình rất thích là một người phụ nữ biết nấu ăn. Dạ. Nói chung là mình không cần đòi hỏi là phải nấu gì cao siêu, đơn giản thôi. Chỉ cần là cái hình ảnh lăn xuống bếp làm thôi là mình đã thích rồi. Dạ. Mở ra coi lại gì. Mở đi coi ý nghĩa cái món quà mình được nhận lại gì nè. Nước hoa. Trời ơi, đúng hiệu mình thích không? Dạ đúng ạ. Đúng luôn hả? Dạ, với lại là con cũng đang tính mua mà ai về bạn nữ hiểu trời ý rồi. Lời luôn, lời luôn. Dạ. Bên đây lời cả vật chất lẫn tinh thần. Dạ. Còn bên đây là gì nè? Dạ sách ạ. Dạ sách. Ừ. Sách. Ờ, dạ, một sách cuốn là... một cuốn về tiểu thuyết không một ngã và một cuốn là ẩm thực của món những Việt Nam. Dạ.
Rồi, trời ơi. Rồi. Hết hồn không? Bây giờ là biểu diễn cái lấy tình cảm cái nào. Âm nhạc chuẩn bị. Để con lầy cỡ nào. Nhạc rồi, lên con cỡ lầy nào nha. Dạ. Chứng minh lên nha, hết mình luôn. Sống dạ. với chính mình luôn, với lại rồi. Là mở lòng ra luôn. Dạ. Thì qua đây thì em cũng gửi một bài nhảy cho mọi người xem, mong mọi người đừng chê à. Dạ. Em xin phép ạ. Âm nhạc hay là nhảy đẹp không? Ồ, nhảy dạ. mà khi nào có... tưởng đâu là âm nhạc đó đi. Vậy nó dạ. mới là nhây mới lầy chứ dạ. Mà ý nghĩa lắm nghe. Cái bài nhạc này là ý nghĩa bài nhạc làm quen. Đúng nè rồi. Rồi trái tim nè, rồi ra mắt nè, đủ thứ. Bài này là dễ thương á, mà nhảy cũng đẹp đó. Bài này là mình cố tình mình dựng cũng trong vòng một tuần nữa cô. Dựng, tự cưng dựng đúng dạ, không? Coi trên giờ, mạng học lại. Bây giờ nè, nè. Tặng... bây giờ có một bài nào lên nhảy nhảy lầy với nhây coi tới đâu không? Nhảy lây thì chỉ có mấy bài chẳng hạn như là Sung hoặc là Vina House chẳng hạn. Rồi thử nha. Rap, con lây biết rap nào? Không? Dạ, có ạ. À. Yes. Con biết hát, con biết rap luôn ạ. À. Trời ơi, con rap đi, tại vì rap bây giờ đang là gọi là rap Việt. Mốt, rap Việt, trời ơi, dạ. rap luôn đi cưng. Bắt đầu rap. Thì qua đây, anh xin tặng cho... Rap đi. Mình xin tặng bạn một bài là bài Chân Ái, và dạ. trong đó là một đoạn rap. À, thì mong bạn nghe thì đừng có chê mình, tại mình đứng hát cũng không hay lắm. Con gái đi đứng sát bên chui hát coi. Rap là mình phải đứng mình dạ. Ấy mới đẹp chứ. Mình có thể đứng nhìn bạn để mình hát cho đỡ gung được không? Từ từ mình hơi gung á. Dạ. Hình như anh trông vẫn sợ một mình. Giãn đôi tay nói có em đây rồi. Hình như anh trông vẫn sợ một mình. Sao em không mau nói câu tỏ tình? Yêu anh là chừng ai? Nên em chưa ngừng ngại. Này, này em, anh có vài chuyện tình buồn. Đời mà đâu được như điều mình muốn. Là riêng nợ nợ không hiểu mà mình buông như người ta nói. Mày kêu mà bình thường em nhỉ. Anh nghĩ thôi thì yêu đi. Cứ nếu thích ở anh điều gì. Và cuộc đời anh là bài văn thiếu ý. Yêu ai cũng được thôi, cứ rỗi đợi anh đi. Từ ngày em đến bầu trời bỗng hừng đông. Như vàng hoa âm nhau vật vật cũng rung động. Em là bản giao hưởng khi nhân viên phải đồng lòng. Hãy tin anh đi vì anh là những chứng sống. Anh muốn có em trong tay. Như thế trong thịt lộng lẫy. Anh biết em nhiều chuyện buồn. Có muốn kể anh nghe không đây? Dạ em xin hết rồi. Cảm ơn bạn. Được. Có duyên hả? Ờ, giờ nhà dạ. trai áp đảo quá. Giờ mình có gì mình bật lại không? Dạ em xin hát tặng mọi người một bài hát đoạn nhỏ trong bài hát được không ạ? Rồi, rồi dạ. mình đứng lên mình hát que phọt luôn nè. Anh đưa em theo với, cầm tay em và đưa lối. Đến nơi đâu em có thể bên anh trọn đời. Nơi yêu đương không phôi phai, được bên anh mỗi sớm mai. Quá xa xôi không anh ơi. Dạ em xin. Được rồi, sau phần giao lưu âm nhạc ta có thêm nhiều cảm tình với nhau ha. Rồi bây giờ hai đứa quay mặt với nhau nào. Mình trò chuyện đi. Cảm xúc ban đầu gặp nhau như thế nào? Lady first đi, em nói trước đi ạ. Bạn thấy mình như thế nào, có giống như... mình thì bạn rất là xinh, rất là dễ thương. Có một cái giống như là nụ cười tỏa nắng vậy đó. Mình nhìn là mình đã một ít kết một tí. Kết tí. Em bạn nói bạn làm an ninh vậy có thời gian mình đi chơi không hay là tìm... Không, thời gian của mình cũng rảnh lắm. Nói chung là mình... mà anh, mình chỉ anh dạ. anh đi anh chỉ cần là đi đâu cũng được, anh chỉ cần có lý do thôi. Và anh hy vọng em sẽ là lý do để anh đi mỗi ngày. Dạ. Thì ví dụ còn ví dụ công việc của em thì em có bận như thế nào hay là rảnh không, vào ngày nào không ạ? Công việc của mình thì thời gian mình rảnh do mình thôi chứ không có đắp đặt công thời gian nhiều. Anh thì anh có khuyết điểm một chút là anh hơi mù đường. Dạ. Thì nãy có nghe nói là em bên quận Bình Tân đúng không? Tân Bình. Tân Bình đúng không? Thì ví dụ nếu dụ mà lần đầu đi chơi hoặc lần thứ hai á thì anh không biết đường, anh thể bắt Grab xuống, nhưng mà cái lần thứ ba, lần thứ tư thì anh sẽ tự chạy xe xuống. Tại vì trong hai lần đó đi là anh cố gắng thuộc đường và anh sẽ tự xuống dưới chở em, rồi chở em về nhà rồi anh chở về. Vậy bạn có hay nhậu không hay là không? Cũng ít lắm, thường thường là chỉ có việc gì đó hoặc là gì đó quan trọng và bắt buộc phải uống thì mình mới uống thôi. Chứ thường thường thì mình thích cà phê là chính.
mình hay đi cà phê mình lắm, đôi khi cũng đi mình không à, rồi coi phim cũng mình, cho nên là đôi khi là về nhà, cho nên là do mình nhiều quá nên hôm nay là về nhà cũng hay biểu lộ, là giống như mình hay dùng cái âm nhạc để mình diễn tả hành động lời nói. Thế bạn thích thích đọc sách đó mà, thế mình đúng rồi, mình anh cũng... anh, yeah. Anh thích đọc sách. anh cũng thích đọc sách. Yeah. Ví dụ về chuyện theo em thì quan điểm về tình yêu như thế nào? Quan điểm tình yêu của em là phải chân thành, nghiêm túc, không được đùa giỡn. Quan trọng với em là phải đến mà hiểu nhau nữa, mới đó là cái chính. Anh cũng vậy. Thế mà anh thì quen ai là anh rất là nhiệt, cái là anh không giấu giếm điều gì hết, nghĩa là anh đi đâu anh cũng nói em. Và hy vọng là em, ví dụ em đi đâu em cũng nói anh, ví dụ là em đi với bạn hoặc là đi với này nọ kia thì vẫn được, nhưng mà em, anh chỉ mong là ví dụ em đi thì em tranh thủ em về sớm, đừng về khuya quá. Thường thường con gái về khuya nó cũng không tốt. Mà anh quen người mối tình sôi động đó mà nó quen chưa hay là còn vương vấn gì nữa không? Như đi. Là đã bỏ một năm rồi, đã kết thúc lâu lắm rồi, gần một năm hơn mấy rồi. Thì anh cũng đi làm rồi ở nhà cũng hay coi phim ngôn tình này nọ thôi. Chỉ thế thôi rồi tập thể dục, chơi thể thao rồi hết rồi đó. Cũng lẫn quẩn ở nhà thôi. Hỏi em đi là cảm nhận anh có giống như là anh tự nói về mình hay không? Có gian không? Mà nhìn em nhìn mà anh là em có thấy anh gian hay là cái gì đó không? Không, thấy anh rất là thân thiện, rất là vui tính. Nhìn gương mặt anh giống cậu em á, có nhìn trai giống cậu em. Về bị cậu la liền đó nha. Vậy là mặt con già lắm hả chú? Hả? Mặt con già lắm. Không hả? Phải, có nét giống. Mặt trẻ có duyên. Có nét giống nhìn, thôi. Nhìn á coi có thấy gian không? Dạ không. Có ấy không, có gì đó. Ẻo à, cong. Có không? Không, mình có điên điên khùng khùng không? Không. Không luôn hả? Em thì vui tính. Em thì em có hay nóng tính đúng không? Anh có em hay nóng đúng. Tính yên tâm đi, về anh nhây nhây chút em hết nóng rồi. Còn anh thì anh cũng hơi nóng, nhưng mà thường thường anh nóng á thì anh chỉ cần là thường thường mà mấy cái vụ mà làm anh nóng cực kỳ nóng á thì anh cũng không có vũ phu anh về, anh chỉ đập bàn hoặc anh la anh nói này nọ rồi anh ra ngoài, rồi đôi khi ra anh hút một điếu thuốc là anh bình tĩnh lại nhanh lắm. Nhưng mà nói chung dạ, em có thích con trai hút thuốc lá không? Có, nhưng mà đi với em đừng có hút, em không thích. Thì anh hy vọng là em sẽ là một cái nguồn động lực để anh giảm dần và anh sẽ bỏ luôn. Tại anh cũng muốn, tại mẹ anh cũng không muốn anh hút thuốc nữa. Dạ. Dạ. Em muốn một người chồng tương lai thế nào, quan điểm của em thế nào? Em nói luôn cho bạn ấy biết đi. Quan điểm về một người là mẫu lý tưởng của mình á, của em là một người đàn ông chững chạc, đừng có hung dữ nữa, với lại là có công việc ổn định. Rồi là em thích những người mẫu đàn ông đó. Anh thì tại vì người anh thì anh khô khan lắm, có nghĩa là tại anh ít được đi chơi á, tại anh với lại là anh không có cái lý do gì, có nhiều lý do gì để anh ra đường nhiều cả. Nghĩa là ngoài đi với cà phê với bạn bè đồng nghiệp để bàn về công việc, hoặc là anh chở mẹ anh hoặc là chở gia đình đi có việc thì anh mới ra ngoài thôi. Còn anh thì anh ít đi ra ngoài lắm, nên sợ nếu mà vậy em có gì, kiểu như anh hướng về gia đình nhiều thôi. Không sao, bình thường. Đó, còn ví dụ anh hy vọng là quen em xong thì anh chỉ được đi chơi với em thôi, anh chỉ muốn là đi chơi với em nhiều thôi. Còn ví dụ anh, ví dụ anh có gì anh báo, ví dụ cái đó em thấy em thấy anh không đi thì anh sẽ không đi, anh sẽ ở nhà. Còn ví dụ đang ở nhà em muốn ở anh, em muốn đi thì anh sẵn sàng anh tới em bất cứ lúc nào cũng được. Dạ. Thì nó anh là chỉ cần có lý do là anh đi. Ví dụ em rảnh hoặc là công việc anh rảnh hoặc là em rảnh thì mình cứ đi thôi. Dạ. Thời gian rảnh là dành cho nhau hết, chứ là nếu mình tiến tới nhau là thời gian rảnh là dành cho nhau. Đó là em thích vậy. Rồi ví dụ mà về sau khi hôn nhân á thì về cái chuyện con cái thì em muốn mấy đứa là tốt rồi. Hai đứa là được. Anh vậy, trai gái thì không quan trọng, tại vì con nào cũng là tốt. Xin đôi giống em càng tốt. Vậy là cái đó là cũng mong muốn giống mẹ anh. Với lại thêm một cái nữa là hai bên gia đình rất là hợp. Tại vì là mẹ của em á, là lớn hơn ba em 2 tuổi đúng không? Thì mẹ của anh cũng lớn hơn ba anh 2 tuổi. Rất là trùng hợp luôn. Vậy là có truyền thống hết cả hai gia đình. Yeah, vui quá. Nhưng mà rồi về ở đâu? Ví dụ như là làm rể hay là bắt rể hay là làm dâu nè?
Dạ không, gia đình con với mẹ con thì không có khó khăn về cái chuyện làm dâu, cũng không cần nhất thiết phải làm dâu nữa. Con làm gì, con về con làm rể vẫn được luôn à. Đó, để coi coi bên đây có bắt rể hay không. Nếu bắt rể con chịu làm rể không? Dạ được ạ. Cũng chịu luôn. Nhà con có mấy anh em? Dạ nhà con có mình con à. Con một hả? Dạ con một. Trời ơi, hay quá. Rồi nhà cưng có mấy? Dạ ba ạ. Ba. Ba. Dạ. Vậy là mình hai đứa bàn kỹ lại vấn đề dâu hay rể nghe. Dạ. Nếu như mà có quen với nhau. Dạ. Chứ để mình ơn mẹ ở nhà mình thương mẹ lắm à, tội lắm à. Dạ. Nghe. Ừ. Bây giờ là mình nói một câu gì đó tận đáy lòng của mình để mình chinh phục cô gái trước khi mình tiến hành bấm nút vậy thôi. Dạ. Nào. Thì đã tới chương trình này là một cái duyên. Anh thì anh không dám hứa trước điều gì cả. Anh chỉ nói đơn giản một câu là khi mình quen nhau, anh vì em sẽ cố gắng hết tất cả mọi thứ là cho em và cho cả hai và cho cả gia đình. Dạ. Và tình yêu thì lúc nào cũng có cái sự bắt đầu và dạ, kết thúc. Và anh hy vọng kết thúc đó sẽ là một cái đám cưới. Chỉ hết thôi. Cảm ơn anh. Hết thời gian. Không có ai nói con ngùng ngùng đi điên hết trơn á. Nó nói hay dễ sợ luôn. Đây là một trong những người có thể nói cũng rất là năng động, cũng rất là thông minh luôn. Giỏi đó ha. Nói vậy chứ không phải vậy đâu nha. À, người ta nói gì nói nhưng quan trọng mình sống thế nào thôi nha. Nút đây. Rồi, bây giờ để ta bấm đi. Đây. Nút ở trái á. Mình rối rồi, mình sắp có vợ, mình rối quá rồi. Mình thích thì mình cứ bấm ha. À, đừng ngại ngùng, còn nếu như ta cảm giác đây không phải là một nửa của nhau thì cũng không nên bấm. Ở đây có gia đình hai bên, có ba mẹ. Thành ra chúng ta không dối lòng mình được. Mình xem đây một nửa yêu thương của mình hãy bấm, còn không thì thôi, nhường nút bấm cho người khác. Và khi bấm, chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Sau 3 tiếng đếm, mình sẽ đưa ra quyết định. Bắt đầu. 1 2 3. Hết thời gian. Em có bấm không? Em có bấm mà. Có bấm hả? Trời ơi, cái nút này nó dễ sợ quá. Cái nút bấm này thiệt tình à. Có bấm. Có bấm mà nó cái nút này nó bị vậy đó. Nó bên nữ làm như nó động đảnh vậy đó. Mệt mỏi ghê á. Rồi, như vậy là chúng ta đồng ý hẹn hò, chính thức hẹn hò với nhau. Hãy nắm tay nhau nào. Dạ, con xin phép cô chú cho con được nắm tay bạn ạ. Đó. Rồi, mình hứa gì với người lớn đi. Có gia đình hai bên rồi đó. Dạ. Dạ, nếu mà con với bạn có quen nhau và tìm hiểu thì con sẽ vì em con cố gắng cho cả hai. Và con hy vọng là con sẽ là một chàng rể tốt cho đối với cô chú và một người chồng tốt đối với bạn à. Dạ, con cảm ơn. Thật sự hồi nãy á, mới vô thì nói chuyện vui vẻ này kia không sao, nhưng thật sự sau cuộc trò chuyện á thì chú cũng thấy con là một chàng trai chân thành và cố gắng nỗ lực, một chàng trai sống cũng rất là có tâm luôn ha. Cố gắng chúng ta chăm sóc cái mối tình này làm sao cho nó thăng hoa, làm sao cho nó đủ lớn để chúng ta có thể quyết định những cái điều xa hơn nữa, đó là hạnh phúc nha. Thực sự thì đây là một chàng trai mới có 24 tuổi thôi, nhưng mà rất là chín chắn trong cái suy nghĩ và lời ăn tiếng nói. Thành ra là hai ông bà Suya, đầu tiên là chương trình chúc mừng là hai ông bà đã có hai đứa nhỏ, tụi nó có một cái sự gắn kết. Rồi không biết là mình về mình suy nghĩ, mình bàn bạc với nhau coi là bắt dâu hay là ở rể nha anh chị. À, bạn bè nói vui thôi, chứ chú thấy con là người cũng ok đó ha. Thôi cố gắng nha hai đứa nha. Dạ. Rồi con xin phép gia đình cho con hung nụ hôn đầu tiên lên má của bạn gái đi. Dạ. Con hơi dạ, run quá. Con run con cũng phải làm à, con dạ, phải vượt lên chính mình chứ. Dạ. Dạ vậy con xin phép cô chú cho con được hôn bạn à. Anh hôn em tí nha. Rồi, quà của hai đứa giữ lấy ha. Rồi, đây là một cái voucher giảm giá 50% của thương hiệu robot khi các con đi mua sắm những cái đồ làm mát cho gia đình mình. Rồi, đây là cái món quà của công ty cổ phần quốc tế Hải Âu xây perfume ha, dành tặng cho hai đứa. Rồi đây là cái máy nước nóng hiệu Phantom. Ủa, hiệu Senton. Máy nước nóng hiệu Senton được nhập khẩu ở Mã Lai.
Còn đây là Atlantic được nhập khẩu ở Thái Lan. Và con đưa cái nhỏ này cho bạn đi. Và tụi con sẽ được bảo hành 1 năm, một đổi một, trị giá của nó là 7 triệu đồng nha. Wow, quà cáp nhiều quá, chúc hai đứa hạnh phúc nha. Dạ. Đó. Rồi, cố gắng tìm hiểu nhau. Dạ. Dạ. Rồi. Chúc hai đứa sớm tìm hiểu nhau hạnh phúc nha. Con cảm ơn chương trình. Rồi, con đi trước đi. Như vậy là cặp đôi đầu tiên họ đã đồng ý hẹn hò với nhau. Hy vọng họ sẽ sớm hiểu nhau và về chung một nhà. Tức là theo như mỗi một tuần mình được nghỉ phép mấy ngày. Ví dụ mình được cái thời gian trống mấy ngày bằng vào ngày thứ mấy. Coi có chinh giờ nhau không. Khi nào Thảo rảnh Sơn tới chở Thảo đi chơi. Bữa nào thì Thảo rảnh thì Sơn có thể tới đơn vị chở Thảo đi chơi. Hoặc là cũng có thể là ngược lại. Ví dụ đơn vị có việc hoặc là không ra ngoài được thì Thảo có thể là tới Lữ 25 để thăm Sơn được. Thăm anh. Cái ông mối gì ta đang anh em ngọt sớt. Ông vô nhắc tuồng kiểu gì mà Sơn với Thảo vậy. Dạ. Tên Thảo ấn tượng với tôi quá. Anh lần đầu tiên gặp anh cảm nhận về em như thế nào? Dạ, em được ba lần gặp đầu tiên á thì anh cảm nhận em là một cô gái rất là chín chắn, dễ thương, xinh đẹp. Giọng nói ngọt ngào ha. Cái giọng nói này ấn tượng lắm nè. Này mà cho mọi người uống thuốc á, là dụ uống thuốc hay lắm á. Dạ. Đúng không? Nói đi, Sơn nói. Giờ Sơn gọi là Sơn thấy trong người thế nào? Anh, sao mà cứ... Anh thấy trong người thế nào? Sơn nói đi, nói cho Thảo biết. Tim anh đập như thế nào rồi thế nào, bây nói giờ đi. Bây giờ thì tim thật sự là đập rất là nhanh. Rung động lâu lắm rồi, nó có cảm giác rung động như bây giờ. Dạ. Xin chào MC Quyền Linh. Xin chào... Chào các tường, rất là thoải mái lên liền đó nha. Thoải mái lên nào, 2, 3. Chào MC Quyền Linh, xin chào. Rồi làm lại nào, 2, 3. Chị nè. Không được lộn các tường nghe chưa. 2, 3. Rồi nó rối luôn rồi. Chào em trai, em là Trung Sĩ đúng không? Dạ, Trung Quý chứ quên, dạ. Xin lỗi. Lộn, em là Trung Quý. Dạ. Bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em là 27 tuổi. Rung quá vậy, 27 tuổi hả? Dạ. Em hiện đang làm công việc cụ thể là gì? Dạ, công việc cụ thể của em là trung đội trưởng của trung đội 11, đại đội 16, tiểu đoàn 741, lữ đoàn công binh 25. Trung đội trưởng Đỗ Hoàng Sơn. Dạ đúng rồi. Dạ. Trung Quý Sơn. Dạ. Thoải mái chưa? Dạ rồi. Cười tươi lên nào. Quê Sơn ở đâu? Dạ, quê em ở Hưng Yên, nhưng mà hiện đang ở thành phố Đà Lạt. Tức là đang công tác thành phố Đà Lạt? Dạ, không, quê em ở Hưng Yên, đang sinh sống ở thành phố Đà Lạt và công tác tại Biên Hòa, Đồng Nai. Dạ. Bên đàn trai có phần bối rối. Ừ. Mời đàn gái. Em nghe giới thiệu về em có nghĩ là em biết bạn đó không? Có cùng sư đoàn hay lữ đoàn gì với mình không? Dạ, em không biết hả? Dạ hả? Đâu dạ. Em giới thiệu về bản thân mình đi. Dạ, lời đầu tiên thì cho em xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, chào bạn trai bên kia cùng toàn thể khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Không có rung nè. Dạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Trần Thị Minh Thảo. Thảo. Năm nay em 28 tuổi. Hiện em đang là nhân viên dược của tiểu đoàn 24 quân y, phòng hậu cần sư đoàn 309 quân đoàn 4 ạ. Là bây giờ là em công tác ở thành phố nào? Em ở thành phố Biên Hòa. Ở Biên Hòa luôn. Ồ, đúng không? Dạ. Đúng, bạn Biên Hòa luôn à. Đó. Vậy hai bạn hỏi nhau đi. Hỏi nhau coi như thế nào? Bạn nữ đóng quân tại vị trí nào và đường nào ở Biên Hòa? Mình ở phường Long Bình Tân ạ. Mình ở 27 Đồng Khởi. Biên Hòa hôm nay. Sao mà nói chuyện giống như là cái buổi mà họp mà gọi là chào cờ đầu tuần á, kiểu vậy đó. Mình xin giới thiệu là mình đang ở sư đoàn này ở Đồng Nai. Phải ngọt ngào chút xíu nữa nha bạn ơi. Với lại là biết sao không, mình đàn ông á, mình xưng là anh đi nha. Còn mình phụ nữ mình chấp nhận, mình kèo dưới mình gọi bên đàn trai là em hơi bối rối. Thành ra có gì ông ngoài ông sẽ giới thiệu luôn cho. Bây giờ Sơn nói lớn lên nha. Sơn
có những điểm mạnh gì và điểm yếu gì? Và có anh, điểm mạnh thì em biết chơi một số cái môn thể thao như bóng chuyền, bóng đá, bơi lội, thì hòa đồng vui vẻ với anh em. Đồng chí đồng đội thì nhận xét thì cơ bản thì tinh tình bảo đảm. Rồi còn điểm yếu thì hơi nhút nhát, rồi rụt rè chưa ăn đông, nhất là các bạn nữ. Hơi nhút nhát ha. Dạ. Nhảy nhát quá luôn á. Lên thấy rung rồi. Còn mời, em mời nhà gái. Còn em Thảo, em nói đi điểm mạnh điểm yếu của em. Dạ, điểm mạnh của em là vui vẻ và em kiên trì. Nói chung là khi em đã làm một cái gì đó thì em sẽ làm đến cùng. Còn điểm yếu của em thì chắc là hơi trầm tính với ít nói hả? Em có cái tật xấu nào không? Ví dụ như là mình có nóng tính không? Hay là mình có hay ghen dữ dội không? Hay là mình có khó tính quá không? Dạ, em chắc cũng hơi nóng tính đó chị ạ. Hơi nóng tính hả? Dạ. Thảo có mấy mối tình rồi? Em có 2 mối tình rồi. Chạy có 2 mối tình rồi, dạ. Trước khi vô quân ngũ hay là trong thời gian mình đang ở quân ngũ? Có một mối tình là trước khi vào quân ngũ và một mối tình là vào quân ngũ rồi. Vào quân ngũ rồi. Dạ. Là mình chia tay cái mối tình thứ hai này bao lâu rồi? Được hơn 1 năm rồi. Hơn 1 năm rồi. Lý do chia tay cả 2 mối tình là gì? Chắc là đến một thời điểm nào đó thì mình cảm thấy mình không thể bước chung con đường nữa chị ạ. Nên về cái suy nghĩ là khác nhau đúng không? Dạ. Chí hướng khác nhau. Đúng rồi, mỗi người chọn một con đường riêng. Cho nên không thể nào cùng nhau bước tiếp được. Rồi, Sơn, có mấy mối tình rồi Sơn? Dạ, em trải qua 2 mối tình. 2 mối luôn, giống dạ. Bên kia. Một mối tình thời còn học sinh. Rồi. Dạ, và mối tình mới đây. Mới đây thì cách đây 4 năm. 4 năm. Dạ. Quen nhau mấy năm? Quen nhau 2 năm. Tại sao chia tay? Thì do đặc thù công việc. Thứ nhất là, cái thứ hai là xa mặt rồi cách lòng. Xa là xa ở đâu? Dạ. Em là ở Đồng Nai, cô đó ở đâu? Dạ, bác anh là thời học viên thì em học ở Bình Dương. Còn bạn người yêu cũ của em thì học ở trên thành phố Đà Lạt. À, nó hơi xa đúng không? Dạ, đúng rồi. Bây dạ. giờ mình không có xa mặt cách lòng, mình sát bên nhau luôn. Đồng Nai luôn nha. Dạ. Rồi. Mỗi bên 2 mối tình chắc là cũng có kinh nghiệm về tình yêu. Ô, chào dạ, gái quân dạ. nhân. Dễ thương quá. À, 2 mối tình luôn. Dạ. Bây giờ mình xóa đó, xóa bỏ đi. Hết. Mình làm lại từ đầu, coi như mối tình đầu đi nha. Em muốn có một người yêu lý tưởng như thế nào? Dạ, nói chung thì em cũng không có đặt ra cái tiêu chuẩn cụ thể nào để ép đặt cho người yêu em cả. Mà em cần là tâm hồn mình phải hòa hợp với nhau, rồi khiến cho em cảm giác được an toàn, rồi hòa yêu thương hợp với nhau hả? Dạ đúng. Hai rồi. Hai tâm hồn hòa hợp rồi từ đó sẽ sinh ra định lý. Nhưng mà cái người yêu mà ở thứ hai của Thảo là cũng là quân nhân hay là người bình thường ngoài? Người đó thì đã từng là quân nhân nhưng mà bây giờ không ra xuất ngũ rồi ạ. Xuất ngũ dạ. Là lúc đó là hai tư tưởng gọi là hai mỗi người chọn một con đường đó đúng không? Cho nên là mới đi đến cái chuyện là mình không có thể đi tiếp với nhau được nữa đúng dạ, không? Dạ đúng rồi ạ. Thì bây giờ Thảo mong cái người đàn ông của mình á sẽ như thế nào? Ví dụ như là cái lý tưởng của Thảo á, là Thảo muốn như thế nào để cái người đàn ông của mình là cái lý tưởng chung với mình á? Dạ, nói chung là bạn trai đó phải chín chắn, trưởng thành. Rồi em thì em ít nói, bạn ấy có thể là nói nhiều hơn em một tí để vui cửa vui nhà. Để họ có hai bên nói nhiều hơn nha. Đó. Dạ. Anh thấy chàng trai bên đây cũng đẹp trai đó, nhưng mà hơi nhát chút xíu. Nhát, cũng nhát nhưng mà cũng 2 mối tình rồi đó. Cũng mặn mòi lắm nha. Rồi chào em nè. Dạ. Dạ. Sao thế em nghe Thảo nói về cái mẫu đàn ông lý tưởng của Thảo thì em thấy mình có bao nhiêu phần trăm trong đó? Em có tầm 60%. 60% thôi. Dạ. Sao khiêm tốn dữ vậy? Dạ. Vậy còn em muốn cái mẫu hình lý tưởng của em như thế nào? Em nói lớn lên cho Thảo nghe nè. Cái mẫu hình lý tưởng của em thì bạn gái thì vừa theo kiểu truyền thống, công dung ngôn hạnh, nữ công gia chánh, và một theo một nửa theo kiểu hiện đại. Bạn gái thì
hiểu cho mình cái hoàn cảnh công việc của mình và cái thời gian nó cũng hạn chế. Tại vì em làm trung đội trưởng nên là cái thời gian nó quản lý về bộ đội rồi quân số nó, thời gian nó ở trong đơn vị là nhiều, còn đi chơi thì rất là ít. Thế là để chỗ bạn gái thì mong bạn gái hiểu cho. Bạn gái là quá hiểu rồi đó, tại bạn gái cũng là quân nhân mà. Dạ bạn, dạ. Đúng không? Bạn hơi nóng tính chút xíu á, thì em thấy sao? Dạ, nếu mà bạn gái hơi nóng tính thì tôi một người nóng thì một người hãy hạ bớt nhiệt thôi xuống. Em hạ đúng không? Dạ đúng rồi. Em chấp nhận hạ đúng không? Ừ. Em hình dung bạn bên đây như thế nào? Nghe cái giọng nói thì em tưởng tượng bạn gái bên đây sao? Bạn gái thì nó dễ thương. Dễ thương. Gái ai cũng dễ thương. Gái nào cũng dễ thương hết trơn á. Dễ đoán lắm. Cao ráo. Xinh xắn. Chị nghĩ là em đoán là đúng cũng phải là không, 70, 70, 6, đến 80% luôn á. Hai bạn này là quân nhân cũng dễ nói chuyện với nhau, cũng hiểu nhau ha. Bây giờ mình hỏi người đi, hỏi người, ý kiến người thân đi. Đúng rồi. Coi sao. Ừ. Thảo ơi, Thảo đi với ai vậy? Dạ em đi với thủ trưởng em và chị gái của em ạ. À, đâu. Rồi, xin mời ý kiến thủ trưởng. Dạ, xin mời ý kiến. Anh ngồi. Dạ, ngồi dạ đi, anh cứ ngồi đi anh. Anh ngồi đi dạ. Anh. Dạ. Rồi anh cầm anh nói chuyện anh. Được rồi đó. Dạ. Dạ. Xin chào MC Quyền Linh và Hồng Vân. Dạ. Xin chào khán giả trong trường quay. Bạn muốn hẹn hò. Tôi là tên là Nguyễn Văn Đào. Hiện nay tôi là phó chủ nhiệm hậu cần của phòng hậu cần sư đoàn 309. Bản thân tôi về chức vụ đảng là bí thư đảng ủy phòng. Thì về qua cái chương trình bạn muốn hẹn hò này thì có đồng chí Thảo là quân nhân chuyên nghiệp của tiểu đoàn 24 quân y, tức là cái bệnh xá của sư đoàn. Hiện nay em với cương vị là ngành dược, y dược sĩ. Thì bản thân em thì phẩm chất đạo đức thì tốt, chấp hành tốt cái quy định của đơn vị. Bản thân thì là đoàn viên ưu tú, sắp đứng trong hàng ngũ của đảng, xác định rõ cái lập trường, quan điểm cũng như giác ngộ lý tưởng cộng sản. Thì không, hiện nay là đảng ủy cũng đang đề nghị lên trên để phát triển đảng cho em trong cái đợt lễ mùng 2 tháng 9. Về cái nói chung, tóm lại là về đồng chí Thảo thì là một quân nhân tốt, hiền lành, phẩm chất đạo đức gia đình thì trong sáng người người. Nói chung là nếu mà hai bạn này mà đi đến được cái thành công cuối cùng là về chung một nhà thì giữa sư đoàn 309 với lữ đoàn 25 thì chúng ta cũng chỉ cách nhau với, nếu mà đường chim bay thì cũng chỉ là vài cây số thôi. Cho nên là cũng mong sao là giữa bên công binh và bộ đội chủ lực chúng ta là công binh thì phải mở đường đúng không? Muốn đánh thì phải mở đường thì làm sao đó để chúng ta về chung một nhà nó càng sớm càng tốt. Hay quá. Rồi. Em đi với ai? Dạ em đi với thủ trưởng đơn vị. Rồi. Dạ. Dạ em ngồi đây. Dạ. Xin chào MC Quyền Linh và Hồng Vân. Xin chào quý khán giả. Xin chào họ nhà gái. Thì hôm nay vừa là chỉ huy vừa là anh của Sơn thì qua cái giao lưu rồi giới thiệu vừa rồi thì thấy là bạn gái bên này thì cũng được dễ thương rồi cũng thấy cũng hiền. Thì Sơn thì ở đơn vị là sĩ quan để mới ra trường, thì cũng là một cán bộ có năng lực rồi tháo vát trong công việc và năng nổ trong các hoạt động của đơn vị. Thì anh cũng mong là qua cái chương trình này thì hai em sẽ có bước tiến xa hơn, và cũng mong đơn vị quân đoàn 4 và họ nhà gái ủng hộ cho hai em để lữ 25 sẽ có một quân nhân nữ nữa về với lữ 25. Xin cảm ơn chương trình. Cảm ơn thủ trưởng ạ. Thấy có bộ là thủ trưởng có vẻ rất là thương gọi là đội viên của mình đó. Anh ấy là rất xúc động trong cái lần mà
hẹn hò lần mà gặp gỡ này, cho nên là mong rằng là khi rào mở ra thì các bạn cũng sẽ có một cái mối tơ duyên với nhau, và mong là các bạn sẽ chọn nhau ha. Dạ vâng. Rồi bây giờ mở rào ha. Mở rào. Em có hoàn tặng anh. Rồi mở quà đi cưng. Đứng đó Sơn, đứng đó. Để xem. Đây em mở hết quà cho. Rung quá, cả cô bộ đội, chú bộ đội đều rung hết trơn trọi á. Từ từ đó nè. Cô bộ đội chuẩn bị kỹ lắm chứ bộ, gói kỹ lắm á. Xông kháo bất kỳ mọi mặt trận, nhưng mà riêng mặt trận tình yêu là coi như rối rối nùi ở trên trời. Dạ rồi, em ạ. Rồi nè, mình nói ý nghĩa nè, lý do sao mình tặng món quà đó nè. Dạ. Em á. Em Thảo á. Hy vọng là nó sẽ giúp ích được cho anh nhiều trong cái công việc hàng ngày. Cái đó là cái gì ạ? Dạ, em tặng anh một cái đồng hồ để bàn ạ. À. Anh có thể để nó trong phòng làm việc. Khoan, cầm đi nè. Cầm dạ đi rồi, rồi đó, nói dạ gì nói đi. Rồi, rất cưng không? Để bó thức em thì anh sẽ để ở bàn làm việc. Và những lúc mà nhớ tới em thì nhìn đồng hồ thì nhớ tới em. Cảm ơn. Dạ. Rồi, hai bạn trở về vị trí đi. Đấy, cứ cho tặng cái đồng hồ đó, cứ nhìn đồng hồ là nhớ em được rồi. Nhớ giờ hẹn với em nữa nha. Dạ. Đó, hai bạn cảm nhận về nhau đi, mặc dù hai bạn ở rất gần với nhau, ở chung thành phố Biên Hòa luôn, mà chưa bao giờ gặp mặt. Bây giờ đây là cái duyên để hai bạn gặp mặt đấy. Cảm nhận về nhau đi. Thì mới đầu qua cái nói chuyện của anh thì em cảm nhận gì về anh? Em cảm thấy anh rất là hiền, cảm giác anh có vẻ là cũng ấm áp. Còn thì thời gian rảnh ở đơn vị thì em có thường hay làm gì? Thời gian rảnh ở đơn vị à? Thì em đọc sách hoặc là đi dạo ở trong đơn vị, rèn luyện sức khỏe nè. Rồi em có muốn đi du lịch, nhà anh thì bây giờ hiện tại thì đang ở Đà Lạt, thì rất là nhiều khu du lịch, em có muốn đi du lịch thì anh có thể là dẫn em lên Đà Lạt để du lịch một số cái danh lam thắng cảnh ở thành phố Đà Lạt. À, nhà anh ở Đà Lạt luôn hả? Đúng rồi. Là ở trong thành phố luôn hả anh? Trong thành phố. Nếu mà lần đầu tiên mà tôi thấy một cái hình ảnh rất là đẹp, coi như là một cặp là đều là quân nhân á ha. Hai cái màu áo xanh trên hai cái ghế đỏ mà sao mà rối rắm quá vậy, mặt dạng lên coi. Hỏi nhau đi nè, bây giờ yêu nhau giờ tính sao giờ giấc? Có khi nào bị chinh giờ không trời? Tức là theo như mỗi một tuần mình được nghỉ phép mấy ngày, ví dụ mình được cái thời gian trống mấy ngày bằng vào ngày thứ mấy, coi có chinh giờ nhau không? Khi nào Thảo rảnh Sơn tới chở Thảo đi chơi. Bữa nào thì Thảo rảnh thì Sơn có thể tới đơn vị chở Thảo đi chơi, hoặc là cũng có thể là ngược lại. Ví dụ đơn vị có việc hoặc là không ra ngoài được thì Thảo có thể là tới Lữ 25 để thăm Sơn được không ạ? Thăm anh. Cái ông mối kìa, ta đang anh em ngọt xớt, ông vô ông nhắc tuồng kiểu gì mà Sơn với Thảo vậy? Dạ. Tên Thảo ấn tượng với tôi quá. Anh lần đầu tiên gặp anh cảm nhận về em như thế nào? Dạ, em nộp ba lần gặp đầu tiên á thì anh cảm nhận em là một cô gái rất là chín chắn, dễ thương, xinh đẹp. Giọng nói ngọt ngào ha, cái giọng nói này ấn tượng lắm nè.
này mà cho mọi người uống thuốc á, là dụ uống thuốc hay lắm á. Dạ. Đúng không? Nói đi, Sơn nói giờ Sơn gọi là Sơn thấy trong anh, người thế nào? Anh à, sao mà cứ anh thấy trong người thế nào Sơn? Dạ. Nói đi, nói cho Thảo biết tim anh đập như thế nào rồi thế nào, bây nói giờ luôn đi. Thì, tim thật sự là đập rất là nhanh, không? Rung động lâu lắm rồi mới có cảm giác rung động như bây giờ. Dạ. Em nói một câu đi, em có như vậy không? Cái tim em hiện giờ bây giờ như thế nào? Dạ, nói chung là em thấy cũng hơi hồi hộp, hơi rung à. Cũng hơi bị loạn nhịp rồi đúng không? Nói đi, nếu bây giờ đó là mình có duyên nhau thì khoảng bao lâu em cho anh bước tới? Thì nếu mà em cho anh cơ hội á, thì bao lâu thì chúng ta tiến tới hôn nhân. Dạ. Có một câu đó mà không nói được. Dạ. Hôn nhân sao nè, bao lâu nè? Dạ thì nói chung là nó tùy thuộc vào tình cảm của hai người á anh. Nếu mà mình cảm thấy là mình đủ các điều kiện để bước vào hôn nhân được rồi thì điều đó là điều đương nhiên thôi. Nếu mà mình đến với nhau thì em thích sinh con trai hơn gái. Hỏi thử con nào là do em? Sao cho em được? Hỏi đi. Dạ. Hỏi thử người ta muốn sao? Hỏi đi Sơn. Dạ, thì nếu mà mình đến với nhau thì con đầu tiên thì em thích là con trai hay con gái? Cái đó thì em muốn là một chuyện, còn có được hay không thì nó lại là chuyện khác. Mà em muốn con trai hay con gái? Em muốn như nào? Em muốn con trai hay gái? Dạ chắc là con trai à? Dạ. Sao em có cái đúng ý Sơn không? Dạ. Sơn thích trai hay gái? Dạ, cũng trai đó. Dạ. Sơn thích trai luôn. Dạ. Rồi có thích nó đi bộ đội hay giống ba với mẹ không? Dạ, nếu mà được thì cũng cho đi bộ đội luôn ạ. Vậy dạ. Hả? Rồi em tính là có mấy đứa con nè? Dạ, dù gái hay trai, chị hai là đủ ạ. Chị hai là đủ thôi. Quân đội mà sao có chuyện ba được ở đây được? Dạ. Vậy là chắc đứa con gái phải làm kinh tế rồi. Để nó nuôi ba mẹ với thằng anh trai. Đúng không? Chứ giờ mình làm quân đội mà mình đâu thể nào mà... Đúng không nè? Anh thấy là Sơn... hồi hộp lắm ha, tức là trái tim rung động rồi đúng không? Dạ. Bây giờ nè, Sơn hát một bài nào đó cho gọi là lấy lại cái bình tĩnh coi nè, bước tới nắm tay Thảo, tự luôn. Động nắm tay Thảo bên nào. Bên đây hát đây mình đối lại luôn nè. Đúng rồi. Nắm tay coi. Bước tới nắm tay Thảo, hai đứa hợp chi bộ đi. Để mấy chương trình. Không, hai đứa nhìn nhau, hai nắm hai tay luôn. Đúng rồi, nhìn Thảo thôi. Với chương trình thì em xin gửi tặng đến khúc của ca khúc Thương Nhau Lý Tơ Hồng. Thương Nhau Lý Tơ Hồng. Từ miền Nam anh ngược ra Bắc, mang theo câu hò điệu ly chín dòng sông, mang theo tấm lòng con trai miệt vườn, anh ra đón nàng với cả yêu thương. Này ngựa ô kiểu giang anh khớp, xung sao câu hò điệu ly bớ nàng ơi, băng qua núi đèo cao cao trập trùng, đưa nàng về dinh sao xuyến lý chung tình. Quan họ người ơi tương tư mà chim sao, xe chỉ luôn kim tiếp thương chàng từ lâu áo bay, ai lỡ qua cầu đôi mình duyên tình đậm sâu. Quan họ người ơi tương tư mà chim sao, đến hẹn lại lên tiếp theo chàng một phen gió đưa. Bông lúa trên đầu thương nhau Lý Tơ Hồng. Trời ơi hay quá. Chưa. Hay ở cái chân tình á, bây giờ Thảo đáp lại. Thảo hát nè. Thảo đáp lại đi. Đừng có buông tay sớm quá. Ở trên núi. Nắm tay tiếp luôn Sơn. Đây là cơ hội. Đáp lại đi cưng Thảo, đáp lại liền cưng.
nhìn mặt nhau mà hát cho nó tình cảm. Chắc là em sẽ gửi tặng bạn nam cũng như là toàn thể các bạn một một đoạn thôi, một đoạn thôi của bài hát Áo Mới Cà Mau. Mời mọi người về quê em. Các bạn hát là để giao lưu với nhau chứ khỏi nhìn xuống dưới, nhìn vô mắt nhau đó. Hai người nhìn mắt nhau. Đó, dạ. Đúng rồi. Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam. Ngại chi đường xa không tới, về đây nói với nhau mấy lời. Xuôi mái chèo sông Ông Đốc, đêm trắng kịp tới chợ Cà Mau. Xuồng ghe ngày đêm không ngớt, người Cà Mau dễ thương vô cùng. Đó, dễ thương giống đảo phải không? Dạ. Rồi, thôi được rồi, tiếp đi. Rồi. Chúng tôi muốn tạo điều kiện cho hai bạn trao cảm xúc cho nhau đó. Giờ thấy sao, sau khi nắm tay hát nhìn nhau, cảm giác thế nào Sơn? Dạ. Đã. Đã hả? Dạ. Đã quá luôn chứ. Cái giọng hát của Thảo dễ thương dễ sợ ha. Đã cái giọng quá nói luôn. Giọng hát dễ thương quá trời. Được rồi. Bây giờ nói bây giờ tôi thấy hai người nếu mà cảm thấy cần thích, thấy là bấm liền là bấm đi, khỏi để tôi nói gì cũng được luôn á. Chúng ta để tay vào nút bấm đi các bạn. Sau giây phút trò chuyện được sự góp ý của hai thủ trưởng ha, mình nắm tay nhau, mắt chạm mắt, tay chạm tay rồi, để xem cảm xúc con tim sẽ mách bảo mình như thế nào. Nếu con tim nói bấm thì cứ bấm, còn con tim nói không bấm thì không cần bấm. Nào, mà khi bấm chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó, không phải bấm để cho co bấm nha các bạn. Bởi vì các bạn bấm là đã trao cơ hội cho nhau để chúng ta tìm hiểu nhau. Còn không thích thì mình để nút bấm đó cho nhiều người khác. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Đó. Yes. Chúc mừng. Đấy. Nắm tay nhau được rồi đấy. Này. Đó. Sơn thì rung động lắm rồi ha. Sơn thì gặp rồi đó. Đẹp hơn. Đã rồi đó. Trẻ hơn. Đúng với những cái suy nghĩ của mình Sơn hả? Cảm giác của Sơn thật hạnh phúc không? Dạ. Hạnh phúc ha. Bây giờ mình xin phép thủ trưởng, hai thủ trưởng đi tạo điều kiện cho tụi em hẹn hò với nhau. Dạ. Rồi, xin phép đi Sơn. Dạ, thì xin phép thủ trưởng đơn vị, người nhà bạn Thảo thì xin phép cho em được tạo điều kiện cho em được nhất là tìm hiểu. Cái thứ hai là đây nè, ổng đây nè, ngồi nói chuyện nhìn ổng đi. Ông bây giờ nói lại nó lớn lên nào. Nãy giờ là ổng muốn khóc rồi đó, ổng mừng, ổng hạnh phúc lắm luôn. Nào. Nó lớn lên xin phép hai thủ trưởng tạo điều kiện gì đó y như nãy nó lớn lên. Phép hai thủ trưởng đơn vị tạo điều kiện cho em và Thảo được hẹn hò và tạo điều kiện cho đi chơi hoặc tạo điều kiện cho em đi chơi. Hay quá. Đấy, hai thủ trưởng bắt tay rồi. Tạo điều kiện hẹn hò rồi tạo điều kiện đi chơi nữa nha. Dễ thương. Ôi, Thảo nói câu gì với bên đây đi, bên thủ trưởng bên bên đây chứ. Thủ trưởng của Sơn á, đây. Còn bên đây là thủ trưởng của Thảo đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Đó, em nói với hai thủ trưởng đi. Dạ, thì em cũng không biết nói gì hết. Chắc là mong là thời gian tới thì các thủ trưởng tạo điều kiện cho hai chúng em thôi. Dạ, nhất trí rồi, nhất trí rồi. Nhất trí ha. Rồi, bây giờ chúng ta đến cái màn gọi là trao nhau cái hôm đầu tiên. Thì chúng ta đều là quân nhân cả, thành ra là chúng ta không nên để ai kèo trên kèo dưới cả. Chúng ta phải đồng lòng, có nghĩa là các bạn cùng phải hôn qua hôn lại. Hả? Chị. Hiếu Quý Thảo và Trung Quý Sơn chuẩn bị bắt đầu. Cái format của chương trình là như vậy, không có né được đâu bé Thảo. Đó. Rồi, bây giờ chúng tôi xin mời đồng chí Thảo, chúng ta phải có cái gọi là đáp từ lại quả. Thôi chị à, chắc cái này chắc thôi cho em xin phép lần sau đi. Đâu có sao đâu cưng, cái này là tình đồng chí mà. Em ngại lắm à. Kìa, nói gì vậy? Thủ trưởng kêu đại đi kìa. Thôi à.
Ơ, hôn má thôi mà. Ơ, em ngại lắm, em ngại. Ở trên đây á là 8 năm qua đó, bấm nút là phải đặt nụ hôn để cả chúng ta chứng minh rằng trái tim của mình rung động thật. Đúng rồi. Chứ mình bấm giả bộ là không được. Không, nhưng mà cái trái tim rung động nó không có liên quan gì đến cái việc phải hôn mới có chứng minh được truyền, điều đó anh. Nó truyền tới cái bờ môi mà, có. Thôi chứ mà. Thủ trưởng đồng ý. Thôi chắc nắm tay là được rồi, nắm tay. Thôi tùy em thôi. Dạ. Không ai ép một cô gái như thế. Nhưng mà thực chất là bạn với hẹn hò đó. Chúng ta chứng minh rằng trái tim mình rung động thật sự. Mình đừng bấm vì bất kỳ điều gì, phải bấm bấm cho có đó, tội nghiệp đối phương nha. Anh nghĩ rằng trong lòng hai đứa phải có một sự chân thành từ chính trái tim của mình đến với nhau, tìm hiểu nhau để có thể chia sẻ những lúc vui buồn, và nếu như có duyên chúng ta sẽ gọi là kết nối hai nửa yêu thương của mình lại. Ông mới yên tâm, tôi nói thiệt, tại vì bên nữ tụi tôi á, thực sự mà nói rất là chân thành. Và cái nút bấm nó từ trái tim. Nhưng mà cái bạn này là đúng là tiếp người phụ nữ gọi là Á Đông và phụ nữ Việt Nam. Mọi thứ cảm xúc của mình đều giấu lại bên trong. Mọi hành động bên ngoài mình để về nhà mình làm ha. Dạ. Rồi chúc hai bạn sớm hạnh phúc. Chúng tôi gửi những chiếc vé xem phim của cùng rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Các bạn cùng đi xem phim với nhau nha. Xem phim nha. Đấy. Rồi. Đây là quà của anh ấy tặng nè. Còn quà của chị ấy thì ở bên kia, nhớ nha. Dạ. Để đầu giường nha. Dạ. Rồi hai đứa nắm tay. Đây, đúng rồi. Nắm tay chung, coi phim chung. Rồi, đi xem phim đi. Dạ. Xin thủ trưởng đi xem lấy phim. Quà kìa, lấy quà nữa kìa, lấy quà nữa đi kìa, cưng, sớm thôi. Xách cái đồng hồ đi. Vô rạp nhớ tắt chuông nha. Dạ rồi. Dạ. Dạ. Đang coi phim ren ren. Dạ. Nắm tay đừng có buông tay ra, dạ. Sơn. Thực sự á, báo cáo các thủ trưởng cũng như mọi người gì. Thật sự chúng tôi muốn họ có một cái hôn, nụ hôn nhẹ nhàng trên má đó, để chứng minh rằng họ bấm nút vì trái tim của mình, bấm nút thật. Và họ sẽ có một kỷ niệm rất đẹp ở trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Bởi vì nụ hôn đó nếu không có rung động thì nó xuất phát cũng không có nghĩa gì cả. Ừ.